Trời ơi, nói cái gì mà nói? Rồi sao anh thấy im lặng hoài vậy hả? Bây giờ anh... bây giờ đây, em ngồi đây nè, anh nói cho em biết đi, cái cô gái đó là ai? Trời ơi, em nói cái gì vậy? Cô gái nào? Giả bộ với em đó hả? Cái cô gái mà nắm tay nắm chân người ta đó. Trời ơi em ơi, từ sáng tới giờ là anh ở công ty, anh làm việc đầu tắt mặt tối kìa. Nè, sao chưa anh không về ăn cơm với em? Thì hồi sáng anh đã nói với em rồi, hôm nay anh có công việc rất là nhiều ở công ty, nên anh không thể nào mà về ăn cơm trưa với em được. Mà anh có gọi điện cho em mà đúng không? Thì đúng rồi, đáng lẽ trưa phải gọi điện chứ. Cái đằng này đầu giờ chiều mới gọi điện. Thì có gọi là được rồi. Đúng rồi, đi chơi vui vẻ người ta quá mà, còn nhớ tới ai đâu. Lớn tuổi rồi, dung dăng dung dẻ với thằng me nữa hả? Trời ơi, gì mà dung dăng dung dẻ ở đây? Trời ơi, công việc anh hợp ở công ty suốt cả ngày kìa. Thôi đi, em thấy rõ ràng nè, anh nắm tay cô ta nè, còn nói gì quá nữa hả? Quen cái gì mà quen? Chào dạ. Đón các anh chị đang đến với quán ăn vui vẻ. Vui cái gì mà vui? Dạ, hai anh chị dùng món gì ạ? Em ăn cái gì? No rồi. Căng quá. Sao nãy nói đói bụng? No gan rồi. Giận quá. Anh làm gì cho chị giận dữ vậy? Trời ơi, tôi có làm cái gì đâu. Ủa sao anh đâu có làm gì đâu chị hả? Anh xạo á. Chị nói anh xạo kìa. Trời ơi, tôi xạo hồi nào? Trời, đâu có xạo đâu chị. Thôi đi anh ơi. Anh á, tội thứ nhất là phản bội, tội thứ hai là nói dối. Trời ơi em ơi, em hãy nghe một lời giải thích của anh đi. Dạ dạ đúng rồi đó chị. Chị nghe một lời giải thích của anh đi. Tại em thấy anh nói chân thật lắm á chị. Chị dạ. Đừng có giận quá, căng quá chị, bớt căng lại. Dạ đúng rồi chị, làm đàn bà con gái á mà mình giận quá mất khôn chị. Rồi dạ. đánh mất cái tình cảm của mình. Rồi hả, thậm chí nhiều lúc mình đánh mất chồng luôn. Dạ, tụi em nó lộn đi cái điền sụt luôn vậy đó. Cho nên nó là tụi em nói là mất vui, mất vui. Dạ đúng rồi, ý dạ. là mất vui. Dạ, dạ. Đúng rồi đó em. Cho anh giải quan một lần đi em. Thôi đi, mọi lời anh nói lúc này chỉ là ngụy biện thôi. Trời ơi, bó tay rồi. Dạ, thôi được rồi. Để em tạo cho không khí vui trở lại, không có căng thẳng như thế này nữa. Tụi em xin kể cho các anh chị nghe một câu chuyện vui. Dạ. Thôi đi, giờ có kể chuyện vui tôi cũng không còn tâm trạng nó nghe nữa. Dạ này, này vui thiệt không? Dạ vui thiệt. Ừ, kể đi. Dạ. Chị cứ bình tĩnh đi, em hứa mà câu chuyện này sẽ làm nụ cười chị sẽ nở trên môi. Dạ. Câu chuyện đó mang tên là cho cơ hội. Có gì đâu mà em căng thẳng. Bình thường thôi, thoải mái đi em. Cứ thoải mái đi, không sao đâu á. Ừ. Có tụi anh đây đừng có sợ. Nùm nùm nùm. Nùm nùm nùm. Nùm nùm nùm. Xin chào tất cả mọi người. Chào bác sĩ. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra định kỳ. Nếu người nào tốt, tôi sẽ cho trở về với gia đình thật sớm. Ưu tiên phái nữ nha. Dạ. Mời cô Dương. Để thử lại coi cô có nhớ được những cái gì hồi đó đã học không. Hôm nay tôi kiểm tra lại trí nhớ của cô. Một bài toán rất là đơn giản. 3 x 3 là mấy? Hả? Cổ động với bạn đi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Này dễ ẹt. Sao? À! 3 nhân 3 bằng 40. Trời ơi, thấy không? Thấy các bạn kìa. Thất vọng gì cô đó, thấy không? Trời ơi, thôi được rồi, về chỗ. Cho cổ cơ hội nữa đi bác sĩ. Cho cơ hội đi bác sĩ. Thôi được rồi. Cho cô một cơ hội đi nha. Vì các bạn của cô đó đơn giản hơn hồi nãy. 2 nhân 2 là mấy? Cổ động. Hết giờ cổ động. Nói. Sao? 2. Ừ. Nhân 2. Ừ. À, bằng 9. Trời ơi.
Trời ơi, thấy không? Cô nhìn đi nè, những bạn của cô là thất vọng vì cô nè, thấy không? Thôi về chỗ đi. Cho có cơ hội đó đi bác sĩ. Một cơ hội đó đi bác sĩ. Cơ hội nữa. Rồi. Bạn bè cô xin đó, cho thêm một cơ hội nữa. Đơn giản hơn. 1+1 là mấy? Cổ động. Giờ cổ động. Nói. Một cộng 1 bằng 2. Ok. Anh ơi, mừng quá, chị vui trở lại rồi. Cười rồi kìa anh. Chị hết buồn rồi phải không chị? Đó, anh nói mà, những người bệnh á, người ta còn cho cơ hội. Huống hồ gì là anh. Anh thề với em nha, chỉ có một mình em á trong lòng anh thôi. Anh nói thiệt không? Thiệt mà. Thấy thương. Vậy sao trưa anh không về ăn cơm với em? Anh đã nói với em rồi. Nói gì? Thì anh đã nói với em là anh hợp ở công ty. À, có chị hai của em làm chứng nha. Trời, có người làm chứng luôn kìa. Đó, đúng rồi. Hồi trưa này là anh hợp với công ty của chị hai em đó. Ủa, có chị hai của em đó hả? Không tin hả? Nè, anh gọi điện cho chị. Thôi, được rồi. Em tin anh rồi. Nè, em tha lỗi cho anh lần này á nghe. Nhưng mà nhớ lần sau á, đừng có bao giờ nắm tay cô gái nào ở trong giấc mơ của em nữa đó. Hả? Giấc mơ. Trời, nói vậy là nãy giờ là em ghen với cô gái mà đi với anh trong giấc mơ của em hả? Trời, em ơi, có giấc mơ nào mà ác nghiệt hơn giấc mơ này không em? Nhưng mà cũng tại vì anh hết trơn á. Anh á, em đã dọn cơm sẵn rồi, chờ anh quá trời luôn. Lâu thiệt lâu anh không có về, em mới mệt mỏi quá. Em nằm trên ghế salon á, cái em ngủ quên á, cái em nằm mơ á. Sao em không nằm mơ thấy anh dắt tay em đi cho nó vui vẻ? À hả? Em xin lỗi nha. Tại em yêu anh quá em mới ghen vậy thôi chứ bộ. Đó, tất cả chỉ là do hiểu lầm thôi. Mà anh ơi, qua chuyện này anh phải rút kinh nghiệm. Mai mốt mà buổi trưa anh về không kịp á, anh gọi điện thoại cho chị, để cho chị khỏi nằm mơ. Còn chị nữa, nếu như mà anh không về kịp á, chị có thể bỏ cơm vô hộp, mang đến công ty, rồi hai vợ chồng cùng ăn. Lúc đó chị không có thời gian rảnh, không có nằm mơ lung tung nữa. Dạ. Cảm ơn chị nghe. Dạ, không có gì. Ông xã yêu của em. Mai mốt á, anh mà về ăn cơm trưa với em không được á, anh nhớ gọi điện thoại cho em một tiếng, để em đem cơm canh tới công ty á, ăn chung với anh xã nha. Được rồi mà. Anh cảm ơn em nhiều. À, vậy là bây giờ anh chị đã vui vẻ trở lại rồi phải không? Dạ, đó là tiêu chí của quán em. Tiêu chí của quán em là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, ăn uống vui cười sầu khổ bỏ qua. Cảm ơn anh chị nha. Dạ, có gì. À, bây giờ thì anh chị muốn kêu món gì không ạ? Dạ. Ông xã, em đói bụng quá à. Anh biết mà, nãy giờ ghen quá rồi mất sức phải không? Nè em. Dạ. Ở đây có cái món nào mà tẩm bổ sức lực cho vợ tôi không? Tẩm bổ sức lực hả? Có rồi. Dạ có. Đó chính là hoa cúc, rau cần, nấu thịt thỏ. Ăn vào sẽ bổ khí huyết, bồi dưỡng nhan sắc. Và đặc biệt là hạ huyết áp. Tôi thấy món này được đó nha. Có hạ huyết áp nè, dưỡng dung nhan nữa. Hợp với tình trạng của vợ tôi bây giờ đó. Dạ. Anh chị phục vụ này chọc em phải không? Đâu có đâu, anh thấy nó hợp với em chứ bộ. Bởi vì biết sao không, em ăn vô xinh đẹp hơn, tự tin hơn và không phải ghen tuông tùm lum tùm lá nữa. Dạ, anh nói đúng rồi đó chị. Bây giờ mình kêu món đó nha. Dạ, anh chị ngồi đợi em chút nha. Em vô em sẽ dọn món ăn ra liền. Dạ, chào anh chị. Ông xã, em có một câu chuyện vui kể cho anh nghe nè. Vậy hả? Ủa, có chuyện vui hả chị? Kể cho tụi em nghe với. Ủa, sao nói vô làm thức ăn mà? Dạ, vô liền. Nhưng mà mỗi lần mà tụi em nghe chuyện vui là tụi em phải nghe liền. Để tụi em muốn sưu tập chuyện vui vô bộ sưu tập của tụi em đó. Để khách tới tụi em cùng chia sẻ những niềm vui này với khách đó chị. Em cứ kể đi. Dù em kể như thế nào đi nữa anh cũng cười mà. Thôi. Để coi em kể xong anh có còn cười nổi không cho biết. Thì em cứ kể cho anh nghe đi. Chuyện vậy nè. Ê.
Sao không anh? À, không sao. Em dạ, làm dạ. Ơn đếm anh mấy vết bầm à? 1, 2, 3 vết. Ờ, cảm ơn. Còn 2 vết nữa mới về tới nhà. Ta xây trời đất không xây. Ta xây ta lâu. Trời ơi, con dám mặt về hả? Chào má, chào má con mới về. Má vậy, cô vợ không chứ má vậy? Xin lỗi, chào em, anh mới về. Nhậu riết rồi nhìn vợ rồi thành má vợ luôn hả? Nhậu xỉn cho bố à? Ai nói xỉn? Xỉn mà ta biết đường ta về hả? Ở nhìn coi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái cột đèn biết tới nhà. Trời ơi, 5 cái cột đèn không biết giờ tới nhà. Ông không biết thôi, ông nhậu không? Thấy mất nước dễ sợ luôn nha. Nên, nhưng mà người ta không có say. Sao không có say? Ông say quá rồi, không biết đường đi về đi làm đi ăn, đâu biết nhà vợ con. Say em xin lỗi, say mà không biết cầm cái laptop lên nè. Mở laptop lên nè, đó. Không, lên chương trình ngày mai lên công ty. Đứa nào lấy cho ông cái bàn phím mà. Laptop cái gì? Ông nhìn đi. Cái này là cái phải đi. Xỉn mà còn biết mở TV coi đó, bây giờ bấm cái lên hình liền đó. Trời, ca truyền hình giờ nghèo nàn, có gom cảnh để hoài toàn là bông hoa, có cảnh để hoài con TV. Ngủ rồi, ngủ rồi. Xỉn chưa? Chưa. Khẳng định không? Ừ. Ông khẳng định ông chưa xỉn phải không? Ừ. Vậy nếu chưa xỉn á, đi vô trong đó sửa giùm tôi cái ống nước đi. Tôi đâu phải là thợ sửa ống nước. Ông sửa ống nước thôi, sửa nồi cơm điện cho tôi cũng được. Tôi đâu phải thợ sửa nồi cơm điện. Ông sửa điện, ông sửa nước rồi đi vô chỉnh giùm máy vi tính được không? Tôi cũng đâu có phải là kỹ sư vi tính đâu mà chỉnh sửa. Ông nói ông tỉnh táo mà sao ông có sửa được gì vậy? Thích vậy. Vô làm chửi ông sừng. Trời ơi, chồng con vậy đó trời. Nó đập mặt tôi nắm cái cột điện mới về tới nhà mà nó không xỉn. Ủa chết. Trời ơi, trời ơi, đập cái cột nhà luôn. Trời ơi, chồng với con chán quá. Hương ơi. Dạ. Ra anh nói nghe nè. Công nhận vợ anh dễ thương vậy. Giỏi ghê luôn á. Em biết sửa ống nước nè, sửa nồi cơm điện nè, sửa luôn máy vi tính. Em làm gì đi sửa mấy cái đó? Ủa chứ ai sửa? Anh hàng xóm anh sửa. Ủa trên đời này có người tốt vậy sao? Anh nói cho em biết, cuộc đời này không ai làm không công cho ai đâu. Đúng vậy, cuộc đời này không ai làm không công cho ai hết trơn. Ừ. Cho nên khi anh sửa hết cho em ba cái đó, anh có một điều kiện. Kiện gì? Một là em làm cho anh một ổ bánh bông lan. Ừ. Hai là em cho anh hôn môi một cái. Hả? À, anh biết vợ của anh mà. Chắc chắn là em làm bánh bông lan cho anh đúng không? Dám đâu. Em đâu phải thợ làm bánh bông lan. Chuyện mắc cười quá. Anh còn cười được nữa hả? Thì anh đã hứa với em rồi. Em kể như thế nào anh cũng cười mà. Nhưng mà bây giờ anh hứa với em nha, lúc nào anh cũng sẽ là một người đàn ông đàng hoàng và nghiêm chỉnh nhất thế gian này. Ông xã yêu của em. Bà xã yêu của anh. Ủa nè. Dạ? Hai người không vô dọn đồ ăn lẹ lẹ đó đi. Ờ quên. Để tôi còn có sức, tôi chịu đựng những giấc mơ ác nghiệt của vợ tôi nữa chứ. Dạ dạ, có nghe có nghe. Anh chọc em nữa hả? Không có chọc. Ui à à à à. Thầy ghét hồ. Vô. Vô đi. Vô. Ê à. Ông á, hôm nay sao ông bỏ vợ ông ở nhà được mà ông chạy ra đây ông nhậu với tôi vậy? Tôi nhớ là bà vợ ông kìm kẹp ông dữ lắm á. Chí phải. Sao? Vợ của tôi á, bao giờ bà ông cũng có một cái bí quyết. Ừ. Một cái chiêu độc. Ừ. Cứ mỗi lần tôi bước ra khỏi nhà là y như rằng bà đều tung cái chiêu ấy ra mà nhõng nhẽo với tôi. Chiêu gì?
anh yêu. Dạ. Anh đừng có đi nhậu bỏ em ở nhà một mình. Ừ. Em cảm thấy trống vắng làm sao. Thấy độc không? Vậy sao hôm nay mà ông đi được? Đó, thì bà biết tung chiêu độc thì tôi cũng biết tung ra độc chiêu. Tôi nói em yêu, anh thấu hiểu cái sự trống vắng của em, nhưng mà anh không thể nào không đi được. Bởi vì nếu anh ở nhà thì nhà của chúng ta sẽ có hai nỗi trống vắng. Thôi thà để anh đi để nhà mình còn có một cái trống vắng thôi. Thế là tôi đi được. À, ông này trả lời hay nha. Hay không? Hay. Ông trả lời rất là hay. Nhưng mà chưa. Còn sao? Ông này nè. Trước khi có vợ á thì ông ha, ông hùm hổ, ông như con cọp vậy đó. Ừ. Sau khi có vợ ông mềm mại, ông dịu dàng y chang như cục xíu mại. Đúng rồi. Tôi thấy chắc có lẽ từ lúc ông có vợ về chắc ông bị vợ ông trói nhốt trong nhà không, bởi vì mặt ông khờ đúng không? Ừ. Có gì đâu mà lạ. Bây giờ tôi nói cho mấy ông nghe nè. Dạ. Tất cả các loại thịt đều bỏ vô nồi nước sôi thì nó cũng mềm như nhau thôi. Được. Được, được. Một câu trả lời rất thâm thúy. Vô. Vô. Ừ. Mừng cho cái sự gặp mặt của ba anh em chúng ta. Đúng. Ngày hôm nay đã thoát được cảnh như là đúng bị rồi. Kìm cặp trong nhà. Đúng luôn. Rồi bây giờ chúng ta quyết định. Sao? Kêu mồi thêm. Đúng. Phục vụ. Phục vụ. Dạ. Phục vụ. Dạ. Mấy anh muốn kêu thêm món gì ạ? Món gì cũng được. Anh kêu trước đi. Rồi. Cho tôi... Nhưng mà ở đây có món gì mà cho bổ khỏe cho đàn ông không? Bổ khỏe cho đàn ông hả? Đúng. Đúng rồi. À, vậy thì các anh thử dùng món thịt dê xăm kỳ đi. Đó, vừa bổ thận nè, bổ huyết nè, làm cho sức khỏe đàn ông cường tráng nè. Được, được. Các anh đợi tụi em tí nha. Rồi. Okay. Tại sao lại như vậy? Sao vậy? Tại sao chúng ta đi lấy vợ làm chi? Ông bạn thân yêu, đó là quy luật tự nhiên rồi. Đúng. Hán giảng làm gì? Mà nghĩ cho cùng á, tôi thấy ba anh em mình á cũng thuộc dạng có phước. Ừ. Dầu gì đi nữa ba bà vợ mình cũng cho tụi mình gặp mặt tại nơi đây và ăn nhậu. Là sao? Chứ nghĩ tới cái diễn cảnh thằng bạn tôi. Dạ dạ. Trời ơi, nó lấy vợ về xong, bây giờ nó sắp sửa bỏ của chạy lấy người rồi kìa. Là sao? Tôi không hiểu. Chuyện là như vậy nè. Đau quá hay không anh ơi? Chị ơi, chị bình tĩnh chút đã. Chuyện đâu nó còn có đó. Từ từ. Như vậy là chồng chị đã mất tích cách đây một tuần rồi đúng không? Vâng. Thôi được rồi, bây giờ tôi đề nghị chị cung cấp cho tôi biết về ngoại hình của chồng chị đi. Vâng. Thưa anh, ngoại hình của chồng em á, chồng em cao ráo, mặt tròn tròn, bầu bầu, nhìn vào là thấy hậu rồi. Khi đi á, chồng em mặc chiếc áo thun màu trắng, có hình con cá sấu. Chiếc áo thun em mua những 300.000. Em biết sao mà rẻ thế không? Bởi vì em mua hàng Trung Quốc ạ. Đúng giá chiếc áo thun đấy là phải 1.000.000 ấy anh ạ. Mặc những chiếc quần jean màu xanh em mua có hiệu Tommy. Úi giời ơi, những 200 đô. Ai ơi, em đau quá. Đau nhất, úi giời. Em gửi vào trong Nam mua ra hàng hiệu đàng hoàng những 600 đô mà mang có 2 lần thôi mà còn mới toanh đấy kìa. Úi giời ơi, em biết đi đâu. Ai chồng nói là chồng ơi. Bây giờ chị cứ bình tĩnh, chị nói tiếp đi ha. Lấy thêm một số thông tin nữa. Trời ơi là trời. Anh thử tưởng tượng xem, còn đi những xe BS, anh có biết BS bây giờ là giá bao nhiêu không? Ngoài thị trường là gần 10.000 đô anh ơi. Tổng cộng trên người chồng em bây giờ là gần 200 triệu. Mà 200 triệu bây giờ mua được miếng đất đi. Ôi trời ơi, đất bây giờ nó đang lên giá. Lúc trước em mua miếng đất này chỉ có 100 triệu thôi. Đấy, bây giờ em xây một cơ ngơi như thế này. Mà bây giờ người ta trả giá ngôi nhà này của em gần 3 tỷ rồi. Ấy anh ơi, chồng em đi đâu? Chị ơi,
Bây giờ tôi đề nghị chị không lan man nữa nha. Chị đi vào cụ thể giùm tôi nha. Thế em không cụ thể à? À, anh muốn cụ thể em cho cụ thể rằng là cái miếng đất này nó có sổ đỏ rồi. Nếu bây giờ mà 200 triệu kia mà bây giờ mua được miếng đất cũng là có sổ đỏ thôi. Rồi, chị cứ nói tiếp đi. Công việc của chồng em á là làm bên là vi tính. Công việc lúc nào cũng là bận tuốt tuần tuột. Nhưng mà chưa bao giờ dám về muộn với em đâu nhá. Đúng 5 giờ rưỡi là chồng em có mặt ở nhà rồi. Ừ, anh về chính xác như vậy à? Vâng, bởi vì là 5 giờ 20 đúng là em gọi vào cơ quan. Thế là chồng em chạy cuống đít lên mà về nhà. Mà em bảo đảm với anh rằng chưa bao giờ chồng em dám về muộn đâu. Bởi vì nếu chồng em về muộn, cơm ai nấu, quần áo ai giặt, con cái ai tắm và ai cho ăn. Cho nên thế chồng em không bao giờ dám về muộn đâu anh ơi. Bây giờ không biết đi đâu nữa. Cách đây một tuần em mới gọi điện lên cơ quan chồng em. Thế rằng là cơ quan bảo chồng em không có đi làm. Rồi cái cô thư ký riêng gì đấy cũng không có đi làm. Đấy, em định lên báo cáo với các anh ngay nhưng mà khổ nỗi. Cái tiệm uốn tóc cạnh nhà em ấy nghỉ rồi. Em phải là lo cái việc đấy, em chạy đôn chạy đáo em tìm ngay cái tiệm tóc khác vừa ý. Thế bây giờ em cắt tóc thì không nói, đẹp đẽ em mới là lên báo cáo với các anh. Thế bây giờ khổ quá. Chồng em không thể nào mà đi xa cho được. Bởi vì trong người chồng em chỉ có 8.000 thôi. Sao chị biết chính xác vậy? Biết chứ anh. Hôm ý là em đưa cho chồng em 100.000 đổ xăng. Chồng em bảo rằng là còn dư 8.000 nhưng mà chồng em chưa đưa lại cho em. Thế mà nhớ thôi. Vậy là tôi đã có kết luận rồi. Em kết luận như thế nào? Chồng em bị cướp phải không ạ? Qua câu chuyện mà từ hồi nãy giờ chị trình bày á, tôi nghĩ bất kỳ người đàn ông nào cũng bỏ đi chứ không phải riêng chồng chị đâu. Thấy chưa? Mấy ông thấy chưa? Tụi mình là có phước hơn thằng bạn tôi nhiều. Bây giờ nào nó nghe nè. Thằng bạn ông giờ nó trốn luôn rồi phải không? Bỏ của chị liền người. Nghe ra tới. Dạ đây đây. À, mấy anh dùng tạm bia trước. Món sẽ lên ngay. Dạ cho em gửi. Ủa đây thôi. Rồi vô xuống mấy chai này đi. Rồi. À, hôm nay anh thấy gương mặt anh Hình ấy cũng vui vẻ và phấn khởi ha. Ừ. Có phải hôm nay vượt rào được không vậy? Trời ơi, vượt có gì nổi mà vượt. Muốn đi là xin xong cho mới được đi đó. Ủa vậy sao lúc mà mới quen hoặc là yêu sao không tìm hiểu kỹ? Thôi em trai à, tìm hiểu kỹ lắm chứ. Nhưng mà em phải biết rằng là phụ nữ đều giống nhau như một thứ mà thôi. Đó là khi mà chúng ta quen họ thì họ giống như là một con mèo mướp. Ngoan ngoãn dễ thương, bao giờ cũng nằm cuộn tròn trong tay ta. Dạ. Nhưng mà khi bước vào nhà mình rồi, trở thành vợ mình rồi thì hầu như tất cả những người phụ nữ đều giống như con cọp vậy. Thậm chí là sư tử nữa kìa. Vậy hả anh? Chú em mày có vợ chưa? À, cười vậy có nghĩa là chú em mày có vợ rồi đúng không? Đúng. Dạ chưa anh. Chúc mừng em. Ủa sao chúc mừng em? Cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Dạ. Đúng không? Nhưng đó mà em nghĩ cũng tùy người thôi anh ơi. Chứ anh đừng có gom đũa cả nắm như vậy. Trời ơi, em tự tin quá. Được rồi, như vậy thì anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Sao? Chuyện là như thế này. Ơi. Qua đây thử coi em nấu ngon không nè. Xong lâu chưa? Xong lâu rồi. Mà em kiểm tra lại thôi. Cho anh em hả? Ngon không? Ngon không? Đâu, ngon quá. Quá là tuyệt vời luôn. Nhìn miếng rồi. Trời ơi. Chị em nấu dở phải không? Không, em nấu không có dở. Em nấu không có dở mà tại vì nó không có ngon. Ý quên,
Tại nó nóng á, anh Phung, bị phỏng á, nóng. Cái này em nấu chín lâu rồi, nó nguội ngắt rồi. Ủa nguội hả? Ủa, à, tự anh tưởng nóng anh mới phun chứ, ngon hả? Tao anh em lại coi, ngon muốn chết luôn à. Thôi, rồi thôi dẹp luôn. Trời ơi, cái gì mà mặn như muối lòi vậy nè? Không có mặn. Mặn lắm. Có, em nấu đúng sách vở đàng hoàng á. Sách vở làm sao? Thì nên một muỗng muối. Trời ơi, có muỗng muối vô đây mà mặn dữ vậy hả? Mà không phải muỗng này, muỗng này. Trời ơi, cần cái muỗng quá hớp vậy trời. Vậy là mặn là phải rồi. Không có, sắp vợ là muỗng này. Không, kêu muỗng mà nem muối là muỗng này nè. Muỗng này. Muỗng này. Muỗng này. Muỗng này mà. Em sai mà cứ cãi hoài muỗng này. Như vậy. Trời ơi, nói có vậy thôi mà khóc đó hả? Nói em sai hả? Thì đúng rồi, em sai. Nói em sai ý là anh nói em nói bậy á. Anh nói em nói bậy có nghĩa là em nói dối phải không? Mà anh nói em nói dối có nghĩa là em ăn nói không giống một con người. Mà ăn nói không giống một con người ý anh không nói em á là sủa như một con cún con phải không? Vừa làm gì đó? Mẹ ơi, anh Hòa chửi con là con chó. Trời ơi, phụ nữ dễ sợ vậy hả các anh? Đó, thấy ghê chưa? Qua câu chuyện ông này rồi, chúng ta phải cùng nhau xa rời phụ nữ đi. Xa rời phụ nữ, quyết xa rời phụ nữ. Làm cho đàn ông chúng ta đau. Dạ, à, ba anh ơi, mấy cái món mà hồi nãy ba anh gọi đó, nhà bếp làm hơi lâu chút xíu, anh ráng chờ nha. Trời, trời ơi, đẹp quá. Đẹp như tiên giáng trần. Ôi mà như là tia nắng của buổi bình minh. Dạ em xin phép. Và từ đấy những án thơ bất hủ ra đời. Ôi nàng tiên kiều diễm. Ủa thưa ba anh, sao nãy ba anh nói là phụ nữ đem đến sự phiền toái và khổ cho đàn ông mà. Mà đúng. Sau khi mà phụ nữ xuất hiện, ba anh đều ngắm nhìn. Đúng. Nhưng những khi mà chúng ta chìm trong mà đau khổ đó, thì mới thấy được cái giá trị của hạnh phúc mà người phụ nữ đem đến cho chúng ta. Ủa vậy hả? Đúng. Đây chúng ta chết là gì? Cái tính thương người. Và đôi khi trái tim của chúng ta đã cảm thấy rung lên phần phật trước những cái sắc đẹp của các cô gái. Và chúng ta không thể nào thoát được cái cảm bẫy ái tình mà các cô bái đã giăng rầy rẫy trước mặt của chúng ta. Vậy hả? Đôi khi nhân ái quá thì cũng khổ lắm em ơi. Em dạ sao anh? Em đi đâu? Em đi thử lòng nhân ái mình tới đâu. Em đi nghe mấy anh. Giống như một con thiêu thân sắp bị thiêu rụi nữa rồi. Hay vô nào, chúng ta hãy uống cho những con thiêu thân sắp rung bần bật trước cái lòng nhân ái rồi. Vô. Ăn nhậu đứa nào gọi không biết. Tạt mai luôn đây. Alo. Gì vậy? Em hai. Anh về liền, đâu có, anh thì sao bỏ em được. Được rồi, anh về liền. Anh nhân ái lắm. Anh về liền. Thôi tôi về. Giỡn tôi bỏ tôi phải về liền. Chết. Trời ơi. Hả? Bà xã tôi cũng gọi nữa nè. Giờ sao về. Về. Còn ông sao? Vợ tôi á. Sao? Giận tôi bỏ tôi đi mấy bữa nay rồi. Trời ơi, tôi tội. Tôi nhớ vợ tôi quá. Nhận chuyện vui á. Vui. Thế còn ở công nhận ba anh em mình ngày xưa học cùng trường. Mà không cùng lớp này khóa 15, khóa 18 này khóa 19. Mà lâu lâu gặp lại á. Vẫn vui như ngày nào. Ngồi kể mấy cái chuyện vui đó. Trời ơi, em còn chỉ là còn vui hơn nữa. Hấp dẫn hơn nữa. Trời ơi, em kể nghe, em kể cho mấy người nghe nha. Em đi diễn tỉnh, nhất là diễn tỉnh miền Tây á. Nguyên cái bãi đất trống, trời ơi, trống bao la, bao vàng bao nè, sân khấu đến giữa rồi. Tối bữa đông quá trời đông, 4-5 ngàn người luôn. Trời ơi, nhưng mà em hát xong, em xuống,
Trời ơi, khán giả bu xung quanh quá trời luôn, chen lắm. Ái mộ. Trời ơi, vậy là tên quần mập bán vé đúng không? Đúng rồi. Trời, em nói là ái mộ em chuẩn bị ký hết rồi, chuẩn bị hình hết luôn rồi. Trời ơi, trưa qua nó chen tới nó đắng luôn á. Cái con bé kia nhìn em, trời ơi, mắt chăn chối, cái mặt tái xanh hết trơn luôn. Rồi nó bị bệnh mà nó vẫn ái mộ ra coi. Nó ra nó coi hài quần mập. Đúng rồi, nó bu vô mà em biết mà nó chen lắm, chắc là nó bị ngộp thở, nó giờ một đám người bu nè. Đưa hình nó liền. Em tính đưa hình nó liền, cái đó bạn xé hát cho em mà nói, ý anh Hoàng Mập nè, em thấy anh trên TV. Anh ơi, biết toilet nằm đâu không? Hả? À, trời, sao kỳ vậy? Hỏi chỗ nào là cái toilet hả? Đúng rồi, trời ơi, tính quá. Trời ơi, hỏi với Hồng Chinh Dư Ký chuẩn bị hình rồi, chứ là cho Hồng Sinh nói toilet đâu. Lẽ tôi nói trời ơi, nãy giờ tôi cũng muốn chết mà không biết chỗ đi. Chuyện này không vui bằng chuyện của tôi nè. Không vui hả? Để nó kể. Nè. Nó kể, mà nó coi nè, cái chuyện đó nè, đơn giản lắm. Tôi làm live show cho Đan Trường đúng không? Tôi làm live show luôn. Đúng rồi, nó quản lý thời gian luôn. Ở Phan Phùng á, đông lắm. Thì bữa đó, sắp tới giờ diễn rồi, có một đứa bé. Đứa bé khóc quá trời luôn, khóc. Kêu cho vô gặp Phương Thanh. Trời ơi, biết rồi. Ủa, live show của ai? Của Đan Trường. Đan Trường mà xin vô gặp Phương Thanh. Hả? Ừ. Đứa bé đã bị mất tiền. Không phải, nó vô, tôi không cho vô mà ngồi nó cứ khóc hoài. Khóc như là cha chết mẹ chết vậy. Vậy kìa. Rồi cuối cùng cũng phải cho vô. Cho vô hả? Ờ, cứ gặp, vô gặp Phương Thanh hả? Ờ, cho gặp nữa. Thì gặp Phương Thanh thôi, chứ đâu có gì đâu. Thấy không? Nó đơn giản ngay như cuộc sống đó. Cuộc sống đơn giản, câu chuyện nó cũng đơn giản. Trời ơi, vui không? Mà vui ở cái chỗ là gì biết không? Live show của Đan Trường. À, nhỏ nó tới xin vô gặp Phương Thanh. Xong nhỏ khóc quá trời vô gặp Phương Thanh. Rồi xong. Đi vô cười của em. Cái chuyện anh nè, hôm bữa anh đi diễn về cũng khuya rồi. Tự nhiên thấy xóm đông nghịch người luôn. Ôi đông hả? Xong đi về hỏi, ủa xóm có chuyện gì vậy? Cái mới hỏi ra mới biết là chập dây điện cháy trên dây điện. Anh nhìn lên thấy dây điện còn đỏ lè luôn. Thấy ghê. Cháy hả? Ừ, rồi xong cái ghê nhất là gì? Cuối cùng mới xóm phát hiện ra gì? Bà Tám. Bà ở trên lầu 3, bà quăng bịch rác xuống, trúng ngay dây điện, chập dây điện, cháy. Trời ơi, bà Tám giục bịch rác mà cháy dây điện. Nó cháy. Vừa lúc đó là xe cảnh sát hụ còi ính nổi luôn chạy tới. Trời ơi. Vừa chạy tới ngay cái chỗ đám đông đó luôn là cảnh sát nhảy xuống. Bắt bà Tám. Không. Cộng bà Tám đem đi. Chưa. Chưa hả? Nhảy xuống một cái. Bà Tám trốn. Lũ vô là chụp ngay thằng mà ăn cướp giật sợi dây chuyền của con nhỏ máng đứng coi á. Ở xóm á. Ủa mày sao kỳ vậy? Sao kỳ? Thấy lúc nào ông cũng phức tạp hết đó. Thiệt, cái chuyện mắc cười chỗ công an xuống mà thấy không? Bắt ăn cướp giật dây chuyền, không có bắt bà Tám làm trái dây điện. Ê, cuộc đời nó phức tạp, kể chuyện lúc nào cũng phức tạp chứ. Không hiểu gì hết rồi. Sao anh vui vậy? Tụi anh đang kể chuyện vui mà kỷ niệm của tụi anh á, nên nhắc lại cho mắc cười, cho vui, cho cuộc sống nó vui vẻ hơn. Ba anh em học cùng trường mà gặp nhau là phải cười vui, đời nó vui vẻ đơn giản thôi. Thấy anh vui vậy á, em cũng sẽ có một chuyện góp chung với mấy anh nè. Vậy hả? Được. Cho đời thêm vui nha. Chuyện á là như vậy. Sao ngày nào thầy cũng ngủ chân. Đọc sách đó. Hay là nhà thầy có trộm? Phải. Nhưng sao anh Tèo? Vậy là tôi hiểu tại sao thầy ngủ rồi. Sao vậy anh? Tối qua thầy thức rình ăn trộm. Chúc thầy muốn ngon. Đi đâu ạ? Đi đâu em mới trời đâu ạ? Dạ, mình đi về thôi. Về cái gì? Chưa tan giọt mà về. Về rồi, cha mẹ của các trò biết là chưa tới giờ đi về sớm về. Sao đóng tiền cho thầy? Dạ, tại tụi em thấy thầy ngủ ngon quá, cho nên tụi em không muốn phá giấc ngủ của thầy. Tao ngủ rồi đâu? Dạ, thấy thầy nhắm mắt đó. Nhắm mắt là ngủ hả? Các trò đừng có nói như vậy nha. Sở dĩ ta nhắm mắt á là ta đi tìm thầy ta. Ta. Ủa? Đi thăm thầy ta. Thầy là ai vậy thầy? Ông Chu Công với Khổng Tử á. Là sư tổ của các người đó. À. Chứ ngủ gì? Ủa nhắm mắt là ngủ hả? Không phải đâu. Người ta nhắm mắt không phải là để ngủ. Mà nó giống như ngủ rồi đó. Hiểu không? Chứ không phải ngủ là nhắm mắt.
thì ra thầy ngủ tức có nghĩa là thầy làm việc. Tao đi công việc. Bây giờ hổm ra chuẩn bị nha. Dạ. Bây giờ đọc theo ta. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nghe cho rõ từ chữ mà đọc nha. Dạ. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. 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 Tánh bổn thiện. Tánh bổn thiện. Tánh thiện. Tánh. Tánh bổn. Tánh thiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhân chi sơ tánh. Trời đất ơi, sao cả lớp ngủ hết trơn kìa. Dậy 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 dậy. Tánh bổn thiện. Tánh bổn thiện. Tánh bổn thiện. Bổn thiện. Lên. Tại sao cả lớp ngủ hết vậy? Tí. Dạ. Đứng lên. Con cao nhất lớp, tại sao mà con cầm đầu đi ngủ? Hả? À. Thầy, em đâu có ngủ đâu. Chứ con làm gì? Dạ, em đi gặp sư tổ, tu công với khổng tử. Gặp ổng nói gì? Dạ, gặp xong rồi hai sư tổ hỏi thầy của mày đâu. Lâu quá không thấy ghé thăm. Ồ, nói sao, nói sao? Xong rồi cái con cãi liền thầy. Con nói hả, thầy con á ngày nào cũng tới thăm á, thậm chí hồi nãy còn tới thăm hai sư tổ nữa mà. Đúng rồi. Ờ đúng rồi. Hai sư tổ giận lên. Nhìn đi nè. Xong nói hả, mày về mày nói với thằng thầy của mày đó, nó có bao giờ nó ghé thăm ta đâu, nó là thằng nói dối. Hả? thấy không vui không? Vui. Mịt lý không? Rồi, em xin phép mấy anh cứ chọn đi ha. Em vô chuẩn bị thức ăn. Rồi rồi, cảm ơn em. Chọn đi chọn. Bây giờ ông còn có chuyện gì thì ông kể ra nữa đi. Ông lẽ gì bao nhiêu? Chẳng lẽ cứ mấy chuyện đó. Ông lẽ bao nhiêu năm gặp nhau rồi, xa cách nhau gặp lại rồi kể bao nhiêu mấy câu chuyện hoài không phát triển gì đâu. Rồi rồi, bây giờ Hoàng Mập đi chợ đi. Hồi ở trường là ta hay viết nhật ký nhớ không? Đúng rồi. Là cái gì? Là những cái tâm tư của mình, những cái chuyện hàng ngày của mình. Đúng. Rồi mình viết vô nhật ký để sau này mình ngồi mình coi lại cái cuộc đời mình nó trải nghiệm như thế. Đúng. Cái đó là ngày xưa, bây giờ hiện đại rồi, không viết nhật ký nữa. Chứ mà nó cũng giống như nhật ký mà đều nó trên internet. Blog. Trời ơi, đúng rồi, ông ơi dân ri, ông dân ri. Cái blog là dành cho những sự kiện gì quan trọng mà xảy ra rồi hàng ngày hàng giờ người ta chí cập lên mình viết lên để mọi người đọc mà suy nghĩ rồi cùng đồng cảm và chia sẻ với nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Mà cái blog nó quan trọng lắm. Ông có blog luôn hả? Trời ơi. Mà nào đọc một cái là phải viết cho thật. Mình có chuyện thật gì mình phải viết thật vô trong đó. Đúng. Giống cái chuyện gì rồi nè, mình viết nè. Coi như là cư dân trên mạng á, vô comment quá trời luôn. Trời ơi. Comment quá trời luôn, nghẹt mạng luôn hả? Vậy luôn hả? Thì mình viết nè, là cái chuyện mình hàng ngày mà. Mình ghi là vào mình. Câu chuyện đau lòng không thể nói thành lời. Trời ơi. Rồi không? Ơi, tâm trạng không? Thấy không? Quá tâm trạng, một cái tựa thôi. Đúng. Một cái tựa thôi là diễn đau khổ không nói nên lời. Đúng quá rồi, đau đúng khổ rồi. Quá uất ức, quá nghẹn ngào. Còn cái chuyện nó như thế nào hả? Thì sao? Vô trong là ba chấm thôi, không có viết gì hết. Không viết gì hết. Cái gì vậy? Thì không nói vậy? Không nói thành lời thì có gì nữa mà nói. Lúc trời, nào cũng vậy. Trời ơi, ông ri ơi. Ông kể khúc đầu mà khúc đuôi mình không hiểu vậy nè. Dân ri ơi, là nó vậy. Em mà bước vô lóc được của anh ha, em phá nát lóc anh luôn á. Em kéo xuống luôn á.
Ủa mà hồi đó Hoàng là nó học khóa mấy quên rồi ta? Dạ em học khóa 18 anh. Trời ơi quên em chi, khóa 18 em nè ha. Em học cùng nè với Việt Hương nè, Thí Nga nè, Cao Minh Đạt nè, trời ơi Hạnh Thí nè, Bảo Châu, Đức Thịnh mới đám cưới ị xèo nhà hàng Sinh Đôi đó với Hoàng Thí á. Những người nổi tiếng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, khóa nó nổi tiếng không à? Nổi tiếng không em không có nổi. Em chỉ nhảy xuống sông mới nổi thôi, trên bờ không mới nổi. Nó nghe là ráng ráng sao mà trên bờ nổi luôn á. Cố gắng liền. Cố gắng. Còn Ngàn Khải là khóa trời em hả? 19 không? Em khóa 19 là chung. Đúng rồi, đúng rồi. Hoa khùng là anh biết không? Ủi đừng nói hoa khùng. Anh biết nhưng người ta không có biết, khán giả không có biết, nói là Thái Hòa, Thái Hòa đạo diễn Người Vợ Ma. Đúng rồi, đúng rồi. Long đẹp trai. Thôi Long không có đẹp, Long bình thường hàng Văn Long. Đúng. Quý Cường. Ừ, thằng đó cũng được được. Nó cũng có nhiều người nổi tiếng á. Trời ơi. Sợ làm diễn viên diễn là nổi tiếng mấy người kia. Đây, đâu phải là học trong trường nghệ thuật sân khấu ra đã kêu là nghệ thuật sân khấu thì đâu phải diễn mới là nghệ thuật đâu. Có những người họ ra họ làm những cái ngành nghề khác nhưng mà nó liên quan tới nghệ thuật. Nó làm chủ nhiệm cũng nổi tiếng lắm bộ. Nổi tiếng lắm bộ, thấy nổi chữ chủ nhiệm Nomita Khải. Thấy không? Trong cái nghệ thuật nó nhiều lắm, hội họa cũng nghệ thuật vậy, đúng không? Rồi nhiếp ảnh cũng nghệ thuật, camera cũng nghệ thuật. Còn khóa anh đọc lắm nè. Khóa 16 của anh đọc. Khóa 16 hả? Khóa 16. Đi ra học xong là cái khóa 16 ra là mấy anh chị đó học tiếp đạo diễn, làm đạo diễn không à? Còn diễn viên, còn diễn viên. Diễn viên còn anh với Mỹ Nguyên không à? Đây là cũng nổi tiếng luôn. Ừ, Mỹ Nguyên với anh nổi tiếng luôn, phải hẹn hai người đẹp bằng nhau luôn. Nước đây. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn em. Cảm ơn em. Ừ, em vừa nhớ ra một câu chuyện muốn kể cho các anh nghe, các anh nghe nữa không? Nghe chứ, nghe chứ. Không phải, phải. Nè, hai đứa mới vô quán lần đầu không biết rồi. Mối ruột nè. Cái quán này là mỗi lần đến đây là khách phải kể hai câu chuyện. Chủ quán là yêu cầu là phục vụ phải ra kể hai câu chuyện. Mà rồi. Có nhiều người mới kể câu chuyện mà ăn hết đồ ăn rồi không chịu về, phải đợi nghe câu chuyện thứ hai xong mới chịu đi về. Là quán nói chung mà vô quán này được kể cho nghe hai câu chuyện cười. Đúng. Cười xong về. Trời ơi vui quá. Thì em kể đi em. Câu chuyện là như vậy nè. Tôi cho gửi chùa pháp hồng đi cô ơi, tôi không ở cái sạn này nữa đâu. Con chơi sao vậy anh? Trời ơi, cái sạn gì kỳ cục quá, tôi hỏi cô nè. Tôi bỏ tiền rồi tôi mướn tôi ở, chứ đâu phải tôi xin ở không đâu. Cái sạn gì mà ồn ào kỳ quá, cứ 5 phút gõ lốc cốc hoài. Làm gì có ma hả? Kỳ cục quá, nói với ban giám đốc coi lại đi, có ai đó. Dạ, không ai ở đâu. Dạ em xin lỗi, để em xem lại ạ. Trời cô ơi. Trời ơi, tôi ngủ không được, khách sạn này ồn quá. Đó cô thấy chưa, đâu phải riêng tôi đâu, hai vợ chồng anh này cũng bị nữa, thấy chưa? Ủa, anh cũng bị làm ồn á hả? Tôi bị ồn quá, chịu không nổi cô ơi. Oh, you wanna complain too? Hả? Anh cũng bị làm ồn nữa. Yeah, please, crash. Yeah. Ồn lắm, ồn lắm. Yeah, anh là người nước nào? Người ta. Ủa, người ta là nước nào? Người Việt Nam. À, người Việt Nam. Yeah. Sợ nói tiếng Việt anh không hiểu, phải nói tiếng ngoài nước ngoài không hiểu không á. Ok, anh biết không? Em bị ồn quá, ngủ không được. Anh bị cái gì nói tôi nghe coi. Em với vợ em đang đi honeymoon, du lịch. Tự nhiên về Việt Nam mà tự nhiên mình đang ngủ, cái bên phòng của ông nào ngáy to quá. Cứ 5 phút em bỏ một lần em nhắc, 5 phút bỏ một lần em nhắc, nhưng mà không được. Ngáy lớn như vậy về nhà ngủ đi. You know? Anh được cái sạn nào chỉ tôi với? Chắc không mở cái sạn tôi về nhà. Ủa, vậy là sao? Ổng là người ngáy. Ổng ngáy. Vui không? Vui vui, vui quá đi về. Chưa hả? Chưa ăn gì hết đi về. Ai biết. Vừa phải thôi. Người ta ăn xong mà chưa nghe chuyện xong người ta không chịu về. Còn mình nghe xong hai câu chuyện chưa ăn mà đòi đi về là sao? Dạ yeah, kêu nó ăn đi. Trời ơi. Mà công nhận trong cuộc sống mình đi diễn hài thiệt. Nhưng đôi lúc ngồi lại nghe những cái chuyện hài giống như ở quán này cũng vui vẻ đó. Mà là thêm một cái vốn để mình làm nghề nữa đúng không? Đúng rồi. Mà quá vui vẻ. Áo đỏ. Ừ. Mối áo, à, mối. Áo đỏ kể, áo, đỏ áo cam khen, à. Nghi quá à. Yeah. Yeah. Chúc mừng mối bà mình có vợ. Hôm nay là tiệc mừng cháu được giải văn toàn quốc á. Cháu tả về gia đình mình thật là đầm ấm và hạnh phúc. Còn thật là hãnh diện về cháu bà ơi. Phải rồi, gia đình mình lúc nào cũng đầm ấm và hạnh phúc hết trơn hết rồi. Con giỏi lắm nha. Nè, ba nói thiệt nghe con nha. Sao ba? Chẳng những con hãnh diện thì con của con, mà ba đây cũng rất hãnh diện vì đứa cháu ngoại của ba. Con biết không, bà ngoại mà còn sống đó
bà ngoại cũng rất hãnh diện vì đứa cháu ngoại của bà. Nói cho con biết nghe không, bà ngoại đó làm thơ một cây, làm khơ hết sảy luôn. Hay lắm nè, con ơi. Bữa nào nha, ông về ông lấy, ông đưa cho con mấy bài thơ của bà ngoại. Trời ơi, con đọc lên thì hết sảy luôn. Thiệt bây giờ nha, ông nha lấy ra ông đọc á, hiện bây giờ tâm hồn ông cũng vẫn còn sao xuyến. Vậy là con có cái gen của bà ngoại rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con thích lắm ha. Bà luôn hiền hậu và chẳng bao giờ la con. Chính xác. Bà là một người lúc nào cũng hiền hậu, lúc nào cũng thương người. Chẳng những thương những người tốt mà bà ngoại con còn thương những người mà xấu với bà ngoại con. Con biết rồi thưa anh. Con cũng luôn mỉm cười trước những chuyện không vui. Trời. Vì vậy mà nỗi buồn trôi qua rất nhanh chóng. Quá giỏi, quá giỏi. Quá giỏi. Bây giờ gia đình mình thật là đầm ấm và hạnh phúc đúng không? Vậy bây giờ mình ăn cái gì đây? Phục vụ đâu? Dạ, phục vụ đâu? Dạ, có con phục vụ. Dạ, xin rồi. Chào hết. Xin chào cả nhà. Rồi. Dạ, hôm nay gia đình mình ăn món gì ạ? Rồi, cho ông một ấm trà xe, một tô cháo tôm nấu với hành đào. Rồi có gì? Ủa ông, sao ông hay ăn món này vậy ông? Bởi vì món này đó là món mà lần đầu tiên bà cho ông ăn khi ông mắc mưa, ông lạnh run đứng dưới mái hiên nhà của bà. Ôi, món này bổ lắm nha con. Bổ thận nè, bổ gan nè, bổ cả óc luôn á. Đúng rồi đó con. Vậy thì con cũng ăn giống ông, để ông cháu mình nó cùng nhớ bà luôn. Ngon lành, ngon lành. Thằng cháu này là ngon lành dưỡng nha. Hai tô luôn. Thấy bác với cháu vui, con cũng vui luôn. Thôi thì để giúp vui, con xin kể một câu chuyện vui để cho mọi người cùng vui. Rồi Quang ơi. Câu chuyện là như thế này. Được không? Được. Tưởng như bà nhìn tôi uống trà rồi bà cười bà. Tôi ở với ông 40 năm rồi, bây giờ tôi mới thật sự là thấy ông đẹp trai. Từ 40 năm trước á bà nói tôi xấu trai à? Không phải là xấu mà nó không đẹp bằng giờ. Bây giờ bà muốn cái gì bà nói tôi đáp ứng liền cho bà. Chứ tôi nhìn cái cử chỉ hành động bà là tôi đáng được hết rồi nha. Tôi nhận nghe ông càng già càng đẹp lão quá nha. Bây giờ mình cũng già rồi. Mình ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa mình mới quen á ông. Ôn lại cái gì? Nhiều lắm, không có nhớ hết. Không mấy ông hôn tôi đó. Hôn hả? Làm gì như trúng gió vậy? Không phải trúng gió. Lâu quá không có làm cái này, bà nhắc lại tôi giật mình. Bây giờ muốn hôn phải không? Được. Đưa cái trán mà tôi không là. Trời ơi, nụ hôn tình yêu mà hôn trên trán. Ông làm như con vậy. Được. Thích thì tôi chiều. Một, hai, ba. Trời ơi, đâu phải ở đó. Chứ ở đâu? Ở đây nè. Mà mắt mi môi hả? Được. Chờ tôi một chút. Ông đi đâu? Vô vắng là cái răng giả. Chị cảm ơn câu chuyện vui của em nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Bây giờ chị phải đi chợ. Rồi. Xin mời. Đó, xin mời chị chọn thực đơn. Đây có rất nhiều món rất là ngon bổ dưỡng. Thôi con xin phép vào chuẩn bị hai tô cháo hành đào trước nha. Chị cứ từ từ mà lựa ha. Ba. Ba sao ba đem mấy này theo chi vậy? Ba ăn mấy cái này quen rồi. Trời ơi ba ơi. Ba để như vậy á rồi người ta sẽ nhìn vào người ta nói là con nó xử ba không có tốt. Cho ba ăn chén bể ly cũ là không được. Ôi vui vẻ lên, đừng có nhăn vậy chứ xấu đi. Ba ăn mấy cái món này quen rồi. Ăn mấy món khác ăn món ngon.
Ba ơi, nhưng mà một hồi nữa chồng con với nhân viên của chồng con tới, họ nhìn họ thấy vậy rồi họ về công ty họ bàn tán xì xào ra vô kỳ lắm. Nè, má còn nhằn nghe mất vui thấy không? Nè, hơi nào con cứ vui vẻ lên đi. Chồng con với mấy bạn bè con không có để ý tới đâu. Ba, được rồi mà, con hơi nào lo không biết nữa. Ba xài đồ của nhà hàng giùm con đi. Bây giờ con không cho ba ăn cái này phải không? Được rồi, thôi tụi con ăn đi, ba về. Ờ ba. Ba ngoại, ba ngồi xuống ba, sao vậy ba? Nhân hoài, ba nói là không ai để ý đâu. Ông ăn, ba ăn mấy cái món này quen rồi. Ông để cho ba ơi, ăn đi. Ông ngoại, có phải là cái chén cũ này của ngoại á là của bà ngoại tặng cho ông ngoại không? Đúng rồi. Cháu ngoại cưng của ông, con biết không? Đây nè, cái chén nó mẻ trơn cái trọi phải không? Đó. Nhưng mà đây là cái chén này nè. Cái chén này lần đầu tiên á, bà ngoại múc cháo cho ông ăn. Khi ông đứng lạnh run, ông bị mắc mưa đó con. Đứng lạnh run bên cái mái hiên nhà của bà. Cho nên đó là những kỷ niệm mà nói tiện với con nghe. Bây giờ ông ăn á, ăn là ăn, nhất là ăn cháo à. Mà không có những cái món này ông ăn không ngon đâu con. Con xin lỗi ba, nhưng mà ba phải hiểu cho con. Không lẽ bây giờ người ta tới mình phải giải thích người ta từ đầu đến đuôi sao được? Thôi không có ngại gì hết trơn á. Ba nói thiệt với con nghe không? Đây nè, cái chén này này nghe không? Nói thiệt không? Má con hồi đó cũng bệnh nè. Bệnh liệt giường liệt chiếu luôn nè. Rồi ông nè, ông nấu cháo cho má con ăn. Bà ngoại nấu cháo cho má con ăn, cũng múc cái chén này. Ba bút đút con từng miếng không? Khi mua thuốc về sắc á, ba cũng lấy những cái chén này nè, ba để thuốc, ba rót thuốc vô, ba đút cho con uống. Mẹ, hay là mẹ cứ để cho ông ngoại ăn món này đi, con đã có cách. Sao gia đình mình đã chọn được món ăn chưa? Món nào để con ghi vô. Con chào ông ạ. Em chào chị. Con xin lỗi, món ăn hồi nãy có gọi hai món cháo nhưng mà chưa có làm xong. Con cũng xin lỗi, con muốn cắt ngang câu chuyện với nhà mình một chút. Nãy giờ con đứng ở ngoài kia thì con có nghe ông nói chuyện. Thực sự thì con cảm thấy rất là xúc động trước câu chuyện của ông. Con nghĩ là trong cái thời buổi bây giờ, cuộc sống quá bận rộn, cuộc sống hiện đại mà con người ta lúc nào cũng bị cuốn vào guồng quay của công việc, rồi học hành, rồi tất tần tật mọi thứ lo toan, cho nên không phải ai cũng có thời gian để sống với những ký ức của mình. Thì con nghĩ là có lẽ ông cũng là một người rất là hiếm hoi trong cái thời buổi bây giờ mà còn lưu giữ trong lòng mình rất là nhiều ký ức. Con nghĩ đó là một cái điều rất là đáng quý. Và hôm nay thực sự là con cảm thấy con rất là vinh hạnh khi được đón tiếp ông ở đây. Cảm ơn con. Dạ, cái bàn này ông ngồi ngày hôm nay đối với con nó cũng sẽ là một cái bàn kỷ niệm. Bởi vì con cảm thấy vinh hạnh lắm khi được đón tiếp ông ạ. Cảm ơn con. Em nghĩ là đồ vật á, thì thoạt nhìn nó chỉ là những thứ vô tri vô giác thôi. Bằng sự yêu thương của mình thì tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa. Và em nghĩ là có lẽ là ông xã của chị sẽ không buồn gì điều đó đâu. Và cũng sẽ không cảm thấy mất mặt đâu. Nếu như ông xã của chị đến đây, ông xã chị thấy ông ba của chị là một người sống bằng hoài niệm, sống bằng ký ức như vậy, thì có lẽ là anh ấy cũng sẽ rất là vui đó chị. Ba nói cho con nghe, trong cuộc đời của con đối với chồng con cũng có những cái nó trở thành hoài niệm. Con cũng phải giữ gìn những cái giữa con với chồng con. Rồi nó cũng có những cái kỷ niệm mà không thể nào quên được con. Con rất là hồ đồ phải không ba? Ba thà lỗi cho con nghe ba. Ông ngoại và mẹ xem nè. Con dẹp đồ nhà hàng vô đi. Để ông ngoại xài đồ cũ của ông ngoại được rồi. Đâu có đồ nhà hàng gì đâu. Đây là cái chén cũ của ông ngoại nè. Ông ơi, con đã trang trí lại cái chén cũ của ông thành mới rồi đó. Thì mẹ yên tâm rồi nha, sẽ không còn ai thắc mắc về cái chén cũ của ông nữa. Trời ơi, cháu ngoại cưng con. Ủa sao con giỏi quá vậy hả? Quá giỏi. Con là một đứa cháu rất là ngoan, là một người con cũng rất là hiếu thảo. Con mà lúc nào cũng biết suy nghĩ tới người khác như vậy á, thì chắc chắn á, con luôn luôn là niềm tự hào của ông ngoại cũng như là của mẹ con.
vui quá, cả nhà mình vui quá. Dạ, để tiếp thêm niềm vui cho cả nhà, con xin phép ông, xin phép chị, con sẽ kể cho cả nhà nghe một câu chuyện vui, mọi người có muốn nghe không ạ? Wow. Dạ, câu chuyện là như thế này. À. Hẹn bé yêu 2 giờ tại công viên. Hai giờ nghe bé yêu chỗ cũ. Ê. Bà chắc cái gì kỳ vậy? Hả? Bà tính chơi giờ vậy không biết đâu hả? Bà hẹn với tôi. Bà nói chúng ta hãy ôm lại kỷ niệm xưa. Tôi xếp mấy bài giấy tôi phóng vô nhà bà. Tôi hẹn bà đúng 2 giờ chiều. Gặp nhau ở công viên để đôi ta trò tí tí ra. Bây giờ bà có được cái đồng hồ nè. Thấy không? 5 giờ mẹ rồi. Bà để tôi leo cây vậy bà thấy có được không? Tại sao bà không tới? Ê, xin lỗi anh. Em cũng muốn tới lắm. Nhưng mà tại vì tía em không cho đi. Sao mọi người cảm thấy câu chuyện của con có vui không ạ? Quá vui, quá vui, quá hay. Con cũng mong là cả nhà mình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Và mọi ước mơ của mọi người sẽ mau chóng trở thành hiện thực. Và con cũng rất hy vọng con sẽ được tiếp đón cả nhà mình ở quán ăn vui vẻ của con nhiều lần hơn nữa ạ. Phải rồi, phải rồi. Ủa, Xuân Thủy. Xin lỗi nha, tới trễ chút xíu. Đợi quanh có lâu không? Không có lâu, mà quá lâu. Trời ơi, thì ở đoàn phim về đây làm cái chương trình nè. Ốp đoàn xong rồi anh chạy về với Thùy liền đó. Thùy đóng phim nhiều cũng biết mà, đúng không? Phải làm phim không? Hay là chạy trên đường á, thấy gái đẹp lên nhìn không nên tới trễ đúng không? Trời ơi, gái đẹp thì người khác nhìn chứ anh nhìn làm gì? Thôi đi, tôi không có tin. Đàn ông bây giờ hả, thấy con gái đẹp hả là mắt muốn rớt ra ngoài luôn. Rớt ra ngoài luôn. Tôi nói thiệt chứ bộ, có cái ông này nha, ổng chưa có thấy mặt cái cô gái đó mà ổng đã tê tái tâm hồn rồi đó. Là sao? Chuyện gì vậy? Là cái câu chuyện nó như thế này nè. Alo, alo, Trâm hả? Tao mới đi chơi với chả về nè. Trời ơi, ổng sợp dễ sợ mày. Mới gặp tao mà tặng cho tao cái O71 nè. Tao đang cầm nè. Còn hứa mua cho tao chiếc Biago nữa. Mà ổng này cũng ghê ghê luôn mày. Rủ người ta đi coi phim vô rạp hả? Chưa kịp tắt đèn cái ôm tao mày nhào tao ôm hung tới tấp luôn. Tao càng đẩy ra ổng càng chồm tới luôn mày. Khen tao đẹp. Tao đôi môi gợi cảm, đôi mắt đa tình. Rồi làn da em á thì trắng như bông bưởi vậy đó. Alo, alo, tao nghe hình như có tiếng gì ở bên phía mày phải không Trâm? Alo, alo. Ông sao vậy? Alo. Alo. À, mày phải không Trâm? Trâm nào đây, lộn số rồi. Ông à, ông có sao không vậy nè? Trời đất ơi, chả móc cam. Trời ơi, cái hiện tượng này lâu lắm rồi tôi mới thấy ông nằm sấp mà chả móc cam. Mắc cơ
cười đúng không? Cái cô gái đó rốt cuộc á đâu có biết mặt ổng là ai đâu, cứ nói thao thao bất tuyệt không à. Anh nghĩ là chắc là cái ông này á lâu lắm rồi chưa nghe tiếng con gái cho nên bây giờ nghe lại phản ứng hơi bị quá lố. Nhưng mà ở đó so sánh của anh với ổng. Nhưng mà nè. Câu chuyện này là của Thùy hay là của Tiếu Lâm? Tiếu Lâm ông ơi. Nghĩ sao của tôi vậy? Ủa vậy hả? Nãy giờ ngồi đợi lâu chắc cũng đói bụng rồi phải không? Không có đói. Mà là quá đói. Kêu đồ ăn nha. Em ơi. Ủa, chị Xuân Thi. Trời ơi, anh còn anh nữa nè. Lâu quá mới thấy anh chị. Sao em biết hai anh chị? Trời ơi, sao em không biết được. Ủa, bữa nay anh chị về xuống đây có đi quay gì không? Bữa nay rảnh hẹn gặp nhau thôi. Xuống thăm em đó. Trời ơi. Hôm bữa em có coi cái chuyện ai đúng ai sai. Ai đúng ai sai ở trên đài đó. Trời ơi, cái gì dạ mà phát rồi hả em? Phát rồi chị, hôm bữa đó cái dài của anh á, anh lấy xe của chị đi cầm mất. Trời ơi, đau bụng luôn. Ủa sắp tới có quay nữa không anh? Bây giờ tụi anh chị xuống đây đi ăn xong rồi làm chương trình tiếp nè. À dạ. Có vui không anh? Vui. Để em đón em coi với. Trời ơi, em mắc cười dữ sợ luôn. À, kêu đồ ăn ha. Dạ. À, dạ anh chị ơi. Kêu món đi. À. Em ăn gì? Qua anh kêu đi. Ôi, mà anh chị bữa nay xuống có mang hình theo không vậy? Cho em xin với. Ôi chết cha. Bữa nay em đi gấp quá. Gấp quá, không có chuẩn bị em ơi. Dạ vậy thôi, lát nữa anh chị ăn xong đi cái ngay ra chỗ cổng ấy, cái cho em lấy mấy chụp hình của em chụp chung với em nha. Thôi không được đâu, chụp hình chung á mặt của tụi chị phải tươi tắn lên chụp nó mới đẹp hiểu không? Giờ mặt ai cũng mới xẹo rồi đói đó. Thôi rồi, chụp không đẹp đâu. Rồi. Bây giờ lấy cho anh khai vị trước ha. Hai chén súp với lại hai ly trà đá. Dạ. Dạ. Em. Dạ. Lấy cho anh có thuốc nha. Cái gì? Quà anh hút thuốc hả? Thì từ trước tới giờ cũng hút thuốc bình thường mà. Trời ơi, thôi đừng có hút thuốc. Tại sao? Viêm phổi đó. Viêm phổi? Ừ. Ủa, sao tự nhiên đứng cười tủm tỉm vậy em? Dạ, tại vì em nghe chị Xuân Thì nói cái tự nhiên em nhớ tới một câu chuyện mà em thấy mắc cười quá à. Em nhớ ra mà em muốn kể liền luôn á. Không biết anh chị có muốn nghe không à? Chuyện vui hả em? Dạ vui lắm. Vui thì kể đi. Vui thì kể đi. Dạ, vậy sau đây anh xin phép anh chị em kể cho anh chị nghe một câu chuyện có tựa đề là Chỉ còn một điếu. Con có thấy gì không? Không. Thấy gì không chí? Sao ra nữa vậy? Y tá chửi. Thôi. Bây giờ con đừng có lo lắng nữa, không? Giờ ra đằng trước, ngồi dưới tía đi. Hút điếu thuốc cho bình tĩnh lại, ha? Con bỏ thuốc lâu rồi. Thì biết là mày bỏ thuốc rồi, nhưng mà trong cái tình hình nó căng gì á, thì hút điếu thôi cho nó bình tĩnh, để mày rối quá nãy giờ. Ở đây lát y tá bác sĩ người ta la mày nữa. Thôi đi dưới tía đi ha. Rồi đi ra đi, đi ra. Đi ra đi. Căng quá. Ngồi đi con. Đừng có lính quýnh căng thẳng quá. Rồi má mày lo thêm nữa. Ngồi đây hút miếng thuốc đi cho nó tỉnh táo đi. Rồi chờ nó ha. Dạ. Đừng có mơ thêm quá. Trời ơi, nó phí quá trời. Trời ơi, vợ con xanh rồi phải không con? Dạ không có. Bà trên lầu. Trời ơi, thiệt tình bây giờ chưa bao giờ mà tao thấy tao lo lắng như bữa nay hơn. Trời ơi, thiệt khổ tâm ghê thiệt. Biết sao mà lâu quá trời quá đất. Sao đợt này vợ cũng sách lâu thiệt á. Thì bởi vậy tao nói là sáng giờ mà chứ con mình chờ cũng chết luôn à. Lo quá biết chuyện gì xảy ra không á. Ba điếu. Rồi sao con? Cái này là vợ mày sanh thiệt rồi phải không? Bà phòng kế bên. Sao con lo quá thiệt. Con đứng rồi, chạy từ từ. Đợt này sanh gì đâu mà lâu dữ vậy không biết.
Thì có nhiều khi có người sanh chậm, nhiều khi có người sanh lẹ thì chỉ có chợ một chút thôi. Biết có sao không á? Thôi. Được, được, được. Sợ quá thiệt. Rồi sao? Vậy thầy đi vô, tía vô thăm đi. Vợ con la chứ chưa sanh. Chiến này thiệt, sanh xong á con mua heo con cúng á. Thì kệ nó, có gì cúng cũng được, mua vịt cũng được, có tiền thì cúng nguyên sao nó mẹ tròn con vuông được rồi. Không phải hả? La không à, không có xanh. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi. La không à, không có xanh. Thôi thôi thôi, đừng hút nữa đi. Coi lo nó, coi nó mình nó hút hoài. Xếp, con lo quá tí ơi. Thôi nó mệt mày quá đi. Thôi bây giờ về đi. Dạ. Mày xong vô trọng đại đi. Bác sĩ không cho vô. Trời ơi, mày xong vô ai ngăn mày được. Ủa xong ngăn được tí. Còn hơn là mày đứng ở đây. Mày pha thuốc đau quá trời luôn à. Hồi nãy giờ nguyên một gói nè. Bây giờ còn có một điếu một nè. Căng thẳng quá. Rồi mày hút luôn đi cho chặn nguyên gói. Dạ cảm ơn tía. Trời ơi. Cái anh chàng này chờ vợ sinh có chút xíu mà hút hết cả gói. Ruột gan con trai không hồi chỉ là phổi. Người chồng với người cha vợ mất cười quá. Ôi anh chị chọn món đó rồi chọn món nào nữa không ạ? Để em cho em làm luôn. Thôi được rồi, hai món đó trước đi nha. Dạ hai món đó trước rồi. Dạ em xin phép. Em quán ăn vui vẻ này con bé này vui quá ha. Mới ra chút xíu mà làm không khí của quán á vui vẻ sôm tụ hẳn lên luôn. Quán này là quán ăn vui vẻ mà cái gì cũng phải vui hết. À vui ra nữa rồi nè. Dạ anh chị uống nước. Ôi anh chị ơi, chắc sẵn bữa nay khách đông lắm nên sẵn anh chị chọn món luôn, em vô em làm lần luôn. Sao đâu, hay là em làm cho nên là em chọn phụ anh chị đi. Biết món nào ngon em chọn giùm đi. Ở đây thì món nào cũng ngon hết nhưng mà em chỉ sợ em chọn không có hợp khẩu vị với anh chị. Trời ơi, món nào cũng ngon hết thì có nghĩa là món nào cũng ăn được hết. Em chọn đi. Dạ vậy em chọn nha. Em sẽ chọn món sườn heo xào sả ớt nha chị. Mình ăn heo nha. Thôi, thôi không có thích. Vậy mình đổi món khác cũng được, có gì mình kêu món khác. Khoan, nếu như mà Thùy không thích ăn thịt heo thì có thích nghe kể chuyện về con heo không? Cái gì? Chuyện về cái chuồng heo chứ không phải là chuyện bậy bạ đâu. Phải nói rõ ràng chứ, nếu không tôi nghĩ bậy sao. Có muốn nghe không? Dạ có. Kể nha. Câu chuyện là như vậy. Dạ. Dạ mời anh chị vào xem phòng. Ý em sao? Giá thuê cái chuồng heo này là bao nhiêu một đêm vậy? Dạ. Dạ một con heo thì 15 USD. Dạ hai con heo thì 25 USD. Chẳng con heo nào ở cái chuồng này.
Thì phải rồi, người phục vụ là đớp lại là đúng rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông ha. Đúng rồi chị. Mà em thấy bà đó trẻ quá à. Cái khách sạn của người ta sang trọng vậy đó, cái gì cũng bịt mũi rồi, cái gì cũng chê hết trơn á. Cho nên là từ nay về sau á, trước khi nói mình phải uống lưỡi 7 lần nghe chưa? Biết rồi, rút kinh nghiệm. Dạ, vậy thôi bây giờ em chọn món khác cho anh chị ha. À. Hay là mình ăn món cá đi, chị ăn cá được không? Được, được. À, lâu lâu về quê ăn cá nha. Dạ, vậy thì bây giờ em sẽ vô trong nhà bếp đó. Em nói đầu bếp là làm những món cá ngon nhất, đặc sắc nhất. Sẽ mang ra cho anh chị liền. Bao lâu có? 5 phút. Cái ta. Trời ơi, lẹ lên. Cẩn trương giùm anh đi, trễ quá rồi. Trời ơi, đừng có hối mà. Có hẹn đúng không? Trời ơi, biết rồi còn la lớn nữa. Anh đã mua 2 cái vé xem kịch rồi. Bây giờ anh phải về nhà thay đồ đến chở nàng nữa. Trời ơi, 1 phút nha, 1 phút trễ hẹn là 10 phút năn nỉ đó. Trời ơi, anh làm em quýnh luôn rồi nè. Lẹ lên. Cô nào mà làm người yêu anh có vuốt quá hả? Phải vậy chứ sao. Anh ơi, hình như có ai đứng ngoài cửa kìa. Cái gì? Như có ai đứng ngoài cửa kìa. Ừ, như bác bị hư xe hay sao đó. Để anh mở đèn lên coi. Đúng không? Đúng rồi. Bác đó bị hư xe hay sao? Đi ra coi thử nè. Xe bác bị sao vậy? Đâu có biết, tự nhiên nó đau cứng vậy nè. Thôi bác vô nhà đi, bác vô quán ngồi đợi chút xíu đi, con sửa xe cho bác. Con sửa xe cho. Dạ, con cũng biết chú Ích về cái này mà. Dạ. Bác đi cho con nha. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Được rồi, để cho ảnh làm cho bác. Bác đi thôi con nè. Đi. Bác vô đi. Đẹp quá ha. Đây. Dạ. Bác ngồi đây đi, để con lấy trà nắm cho bác uống nha. Dạ, cảm ơn nha. Đây, trà nóng đây. Cảm ơn nha. Đây là trà gừng á, rất là tốt cho sức khỏe của bác. Nó vừa tránh được cảm cúm nè, vừa tăng cường sức đề kháng nữa. Bác uống đi. Ủa? Sao bác đi về trễ vậy? Thì ngày nào thì bác cũng chạy ngang cái quán này. Tự nhiên bữa nay cái xe nó đói bụng rồi sao cái nó hưng ngày đây chắc muốn ăn. Vậy bác đói bụng không? Có cháo bác ăn nha. Cháo hả? Dạ. Trời ơi, giống như chuyện thần tiên rồi trời. Mưa gió gì mà mờ vô còn được ăn cháo nữa chứ. Trà gừng ha. Đây, cháo nóng đây. Bác ăn đi. Cứ để cho anh sửa xe. Trong khi chờ đợi, con sẽ kể cho bác nghe một câu chuyện. Trời ơi, vừa ăn cháo mà được nghe kể chuyện nữa chứ. Trời ơi, sao đâu. Chuyện á là như vậy nè. Teo à. Dạ. Nghe tí nói nè. Dạ. Tao đã lựa cho mày nhiều chỗ lắm rồi đó, nghe không? Dạ. Lần này là lần cuối cùng, nghe chưa? Dạ. Không được là tao cho mày ở giá suốt đời á. Đi đứng ăn nói phải là đặt. Ui, mới nói tao thiệt á. Mày làm cái gì vậy? Dạ, con nghe tí nói. Nhờ bữa nay anh xui cho mày qua bển gặp mặt đó. Dạ. Nè, qua bển nhớ lễ phép nghe không? Dạ. Chào hỏi cho đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Nghe rồi. Tao nói nãy giờ mày hiểu không? Dạ. Thôi vậy. Tóm tắt lại vậy nè, đeo vô. Dạ. Qua bển á thì gặp tí vợ mày đó. Dạ. Ổng làm cái gì mày cứ làm y ổng vậy đó, nghe không? Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Đi. Dạ. Con nghe lại tí dặn không? Dạ, con nghe rồi. Khổ hết sức là khổ. Ông
À, ông ơi ông. Gì? Ông vô ông uống miếng nước đi ông ơi, làm từ sáng giờ rồi uống miếng nước nè. Trời ơi, ngưng hoài, biết chừng nào cái đám cỏ này mới xong được rồi trời. Thì từ chừng nào nó xong rồi, ông xong lâu ây da, đau lưng quá. Ngồi uống miếng nước đi. Pha gì đậm dư nè. Có biết đâu thì uống đại đi, cái gì cũng là nước thôi mà. Bà ơi, bà ngồi xuống cùng tôi đi, bà đứng bà lăn xăng hồi tôi chóng mặt quá trời đất. Làm bà, cái gì đâu mà chóng mặt. Bà làm gì bà trông ngóng như ai vậy hả? Tôi trông ngóng thằng rể tôi chứ trông ngóng ai. Sao? Anh xui á, anh nấu là anh thằng Tèo nó qua nó ở rể nhà mình nè. Mà từ sáng giờ tôi trông mà nó chưa qua là sao? Mà nôn nữa. Trời ơi, con gái mình nó không nôn rồi bà nôn. Nói gì vậy? Nói gì trời, từ nó tới chứ cái gì đâu mà tới rồi mới nôn, tới hay không chứ. Mới nhắc ha. Dạ, thưa tía con mới qua. Ừ. Thưa má con mới qua. Ừ. Cái này của tía con gửi tía với má. À, cảm ơn con. Dạ. Sao qua trễ vậy con? Má với tía mày trông từ sáng giờ đó. Dạ. Ngồi chơi chút đi để tía làm việc chút. Dạ dạ. Ừ, rồi cảm ơn làm. Qua má con nha. Làm dạ. Cho ba cái cỏ này cho xong cho rồi chứ để lu bu quá biết chừng nào mới xong được. Ông làm nữa em. Ờ. Tía. Hả? Gì con? Dạ. Tía để con làm cho. Con làm hả? Dạ. Được không? Dạ. Thôi con làm đi. Dạ. Làm vòng đi cho nó sạch hết cái đám này nghe con. Dạ. Được. Nói ông bà mà nó giành liền. Nói được mà bà không được. Làm gì tôi không được. Đi chợ về cái giống để đây không chịu đem vô. Tôi quên là tôi đem chợ. Tôi nhớ cái gì đâu thì ông đem không được. Tôi đem thì chuyện dễ rồi chứ có gì đâu khó. Tía cũng cần nha. Gì con? Tía để con làm cho. Con đem này vô. Dạ. Vậy cũng tốt quá. Vậy con làm giùm tía nha. Thấy không? Không phải là biến như bà đâu. Được. Làm được. Thôi. Vừa đi vô nấu cơm nước thì lát nó đói bụng ông nó. Ông này ông coi nó sao nha. Tôi vô tôi coi tôi nấu cơm. Coi lý lắm. Được nghe không ấy? Vô nấu cơm đi nha. Tôi trẻ mớ củi này cho bà nấu chị là ấy đây. Bé. Gì vậy? Dạ để con làm cho. Con làm. Dạ. Giỏi quá. Làm việc trôi chảy thiệt. Trẻ cho nó nghe con. Trời ơi. Cái gì vậy? Mày làm gì? Bỏ xuống đi. Bỏ xuống. Tê. Dạ. Để con làm cho. Đúng. Hiểu. Tê. Dạ để con làm cho. Bà ơi, bà ơi. Rể. Cái gì mà ông kêu tôi giật ngược, giật xu vậy ông? Cái gì, chuyện gì? Trời ơi, thằng rể. Sao, nó làm sao? Nó kỳ lắm bà ơi. Nó kỳ là kỳ sao, ông nói tôi nghe chứ. Tôi đang làm cái đó. Cái lại đó, chứ để cho con làm cho. Ừ. Bỏ qua cái chuyện khác tôi làm. Nó không nổi để làm cho, rốt cuộc còn y nguyên cái chân cái rõi à. Nó có kỳ vậy không? Bắt nó dòm tôi ghê lắm. Sao mà ghê? Bắt nó dòm tôi. Nhưng mà nó tôi hồi nãy tôi nhìn cái mặt thằng đó tôi nghi rồi. Cái thằng gì nó cũng mắc nó liêu lia. Thôi bây giờ vậy đi. Tôi rầu quá. Ông đừng có rầu. Không được mối này thì mình kiếm mối khác. Tôi tính vậy được không? Sao? Bây giờ á, dẹp thằng này qua một bên đi. Tôi tìm cái mối khác ngon lành hơn để gả con gái mình chứ bây giờ mình gả cái con gái này cho cái thằng này là nguy hiểm lắm. Ừ. Cái khác con gái mình. Chứ sao? Trời đất ơi trời. Ông tính vậy được không? Quá được luôn bà, xứng đáng là vợ của tôi.
để con làm cho. Trời ơi, chuyện hay quá. Chuyện hay thiệt cái chứ. Dạ, xong rồi bác. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Dạ, dạ để chìa khóa của bác con gửi bác. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cậu. Bác biết không? Cái body xe của bác á lâu quá rồi bác không vệ sinh nên là nó bị dỉ xét, nó không đánh lửa được. Dạ, con đã lau chùi sạch sẽ cho bác rồi. Dạ, dạ cảm ơn cậu nha, cảm ơn cậu. Dạ, cảm ơn hai cháu nhiều. Dạ. Không biết cảm ơn hai cháu bằng cách nào bây giờ. Thành ra nhân đây bác cũng xin kể một câu chuyện vui. Dạ. Để góp vô cái kho tàng chuyện vui của cháu này nha. Dạ bác. Dạ bác kể đi bác. Cái chuyện nó như vậy nè. Dạ. Anh ơi. Ừ à. Hôm nay mình đi ăn đám giỗ có vui không? Ngon chứ ngon. Đông người không vậy? Người lắm. Nhưng mà bánh tôm ngon. Không. Bánh đá. Có. Gì ba nữa? Không biết nữa. Trời ơi mình. Sao mình kêu đi ăn đông người không gặp ai hết trơn vậy? Thì lúc mới vô tôi thấy đông người lắm. Thế khi tôi già xuống tôi ăn rồi tôi ngước lên không thấy người nào. Hình như họ đi đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Mình này kỳ quá. Cũng cái bệnh cũ nữa à. Tật ham ăn, ăn no ăn rồi không để ý ai hết trơn à. Họ hàng bà con không? Thôi thôi bỏ đi. Mình em nói nghe là chuyện quan trọng nè. Nghe nè. Quan trọng. Ngày mai ba má em lên ăn cơm với mình á. Ba má lên ăn cơm? Ừ. Chết rồi. Bởi vì ngày mai mình coi ăn uống sao cho coi được không thôi ba má chửi chết. Thấy đồ ăn là tôi không có kèm lòng được. Mình phải... Bây giờ sao? Ba má chửi đó. Ta ta. Thôi vậy đi, em có cách này nè. Cách gì? Mình nghe cho kỹ nha. Ừ. Ngày mai á, khi mà ba má lên đây ăn cơm với mình á. Ừ. Thì em sẽ cột một sợi dây vô chân. Ừ. Xong rồi khi nào em giật một cái thì mình gấp một cái. Nghe rõ chưa? Để nhắc lại coi đúng không nha. Tức là mình cột cái dây vô cái chân tôi. Hả, mình giật một cái là tôi gấp một cái. Mình giật một cái là tôi gấp một cái. Đúng rồi. Còn không giật là không gấp. Đúng rồi. Ha, vậy tôi hay quá ta. Ăn đi con, ba má không chứ có ai đâu mà con ngại. Đừng có ngại, ăn đi con. Ăn đi. Nói nó mới chịu ăn đó bà. Con gấp thức ăn bỏ cho con nó ăn đi. Ừ. Nè, ba gấp cho con đó, ăn tự nhiên đi đừng có ngại nhé chưa. Gấp nó mới chịu ăn. Ờ, nuôi ông ít ghé rồi nó vậy đó. Ờ con ơi, lấy cho má miếng nước mắm đi. Dạ. Mắm hả má? Dạ dạ. Mạnh dạn lên, đàn ông trai mà ăn uống mạnh dạn lên. Sao vậy? Gấp cho nó là nó gấp ra. Ngộ quá ha. Tại sao mọi người ở trong làng mình cứ đồn con rể của mình nó tham ăn lắm. Mà sao mình trong Nam chứng kiến mình thấy nó tham ăn, nó dễ thương cái mồ luôn. Thôi, nó bộn người, nó ghét câu ăn. Ờ, chắc vậy. Nó ghét này là nó nói vậy. Nó ganh tị con gái mình, con rể quý. Ăn đi con. Nó cứ cười hoài vậy đó bà, dễ thương ghê vậy đó. Mai phước lắm mới cưới được thằng rể gì đó nha bà. Má. Thôi con, mắm. Rồi được rồi. Chồng của bay kêu ăn hồi nãy giờ không có chịu ăn gì hết á. Ăn đi con. Phải ba má nói hoài à. Ăn đi. Dễ dữ lắm mới chịu ăn. Con ơi, một cốc mát nữa là ra hái cho má bớt đầu chứ cao để ngồi má quên nha không? Thích má để thôi, giờ con đi luôn. Ờ, thôi giờ đi luôn đi. Mấy giờ về cho bác bay. Ừ. Đầu cao tươi, ăn ngon. Ăn đi con, con lỡ ba má nói nhiều quá. Cười nữa bà. Ừ. Dễ thương ghê. Tao là mềm mỏng gì cũng được. Đấy. Con gái mình nó được nhờ. Ờ, đó. Con mình hiền gặp lễ quý nghe không? Chạy đi. Nói thôi, cứ ăn đi con ơi, cứ nhìn ba má cười hoài. Thấy ba má nè. Ba má cũng ngại, ba má không dám ăn luôn. Ừ. Con thấy ba má không đó, ăn rất là tự nhiên mà con nhà, lâu là chủ nhà mà con cứ vậy. Ngại quá, không muốn ăn gì hết trơn, tội. Con ăn đi. Đó. Ờ.
ăn dữ vậy bà? Trời ơi. Trời. Trời. Còn có đũa này mày lấy luôn đi. Trời. Cái gì vậy? Cậu nó ăn gì mà nó ăn nó không kịp già cơm luôn bà. Trời. Kêu con gái mình vô đi ông ơi. Trời ơi. Con ơi. Con ơi con. Chồng con sao vậy nè? Trời ơi. Chồng con nó tham ăn quá. Mình ơi mình. Trời ơi. Vì mà tao cứ tưởng mấy thằng biến ăn cho nên mình mới ốm gì. Chồng ăn hết của nó rồi làm sao mà nó ốm được. Mình ăn dữ quá. Gì? Giật mà. Em đứng đây ai giật đâu? Gì giật? Ừ, ai giật? Gà anh ơi, con gà đi ngang dưới chân nó giật. Dạ, tụi con cảm ơn bác rất nhiều. Dạ. Ơi, thiệt tình mà nói ha, mưa gió như vậy mà cái xe hư vậy đó. Mà không có hai cháu đó, thì bác không biết xoay sở làm sao bây giờ. Dạ bác đừng có nghĩ vậy mà. Cảm ơn cháu nha, cảm ơn hai cháu mình bắt tay cậu cái. Dạ con cảm ơn bác. Dạ con chào bác. Dạ bác về cẩn thận nha. Dạ được, cảm ơn ạ. Ôi chết rồi, trễ giờ quá rồi, thế nào là cô ấy cũng ghen tuông lồng lộn lên cho mà coi. Trời ơi khổ thân anh quá. Sao có sao không? Lẹ lên. Để em tình em nghĩ coi. Nghĩ đi, lẹ lên. Hay là anh chở em tới chỗ hàng đi. Chở em tới. Ừ, em sẽ là người làm chứng cho. Trời ơi được không? Rủi chở em tới em đẹp quá rồi cổ ghen cổ bỏ anh luôn là sao? Không sao đâu. Không sao hả? Ừ, yên tâm đi. Thôi. Anh nói giỡn với em thôi. Chứ thiệt tình đó hả? Anh nghĩ rằng bạn gái anh mà biết lý do anh đến trễ chắc chắn cô ấy cũng sẽ vui như anh thôi. Anh với em vừa làm một điều tốt mà, đúng không? Trời đất ơi, bữa nay em mới phát hiện ra một điều nha. Điều gì? Sao? Anh tốt dễ sợ. Trời ơi, tưởng gì chưa đâu. Còn nhiều cái tốt hơn nữa kìa. Thiệt không? Dữ gì hả? Ừ. À, đây hả? Dạ, thôi chị ngồi. Ừ. Đây, một cái bánh kem, hai ly rượu, hai cây nến và hai cành bông hồng. Kia là chai rượu vang. Sao em nhớ tới thuộc lòng luôn vậy? Sao em không nhớ được chứ? Năm nào cũng vậy hết. Cứ vào dịp lễ tình nhân, chị đến đây là ngồi ở chiếc bàn này. Mà em thấy chị cũng kiên nhẫn ghê á. Chờ đợi một người đàn ông suốt mấy năm trời không thay đổi. Thật, nể phục chị hết biết luôn á. Bởi vì chị có lòng tin mà. Chị vẫn luôn tin là anh ấy sẽ trở về như đã hẹn với chị vào ngày Valentine 8 năm về trước. Anh ấy chưa bao giờ sai hẹn đâu. Mà chị ơi, hình như là em có nghe người ta nói á, anh đã mất tích trong cơn bão biển vừa qua mà. Nhưng chị không tin đâu. Linh cảm của chị mách bảo cho chị biết là anh ấy vẫn còn sống. Chị có niềm tin thật là mãnh liệt á. Ừ. Em không hiểu đâu. Những người đi biển luôn rất cần sự chung thủy của người vợ ở nhà. Và họ sẽ trở về trong niềm tin và vòng tay của những người thân đó. Một niềm tin thật đáng trân trọng. Nếu không có niềm tin thì sẽ chẳng có gì trở thành hiện thực cả. Vậy thì hôm nay chị có muốn nghe em kể chuyện vui không? Ừ. Chị đang rất cần nụ cười. Vậy em sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện. Ta là trưởng tộc. Hôm nay ta triệu tập các chú về đây. Các chú có biết lý do là tại sao không? Dạ, tại dòng tộc mình sợ vợ. Dạ nhục. Chú, tại sao lại để vợ quýnh bầm mình bầm mẩy như vậy chứ? Hả? Dạ, tại nó bự hơn con không đủ sức chống trả nó. Đủ sức chống trả, bự quá bự. Quýnh. Còn chú nữa, tại sao cái chuyện mà chủ bếp lúc là chuyện của đàn bà con gái, chú là đàn ông con trai, việc gì mà chú phải làm cái chuyện đó hả? Dạ tại vợ con nó bận. Cái gì? Nó đi đánh bài. Chờ cái gì? Chú á nổi tiếng khắp làng, nổi tiếng khắp dòng tộc, là một người đàn ông trai lộn giỏi nhất, hay nhất.
Vậy mà từ khi nó lấy vợ về, nó dạy vợ, vợ nó cãi, nó không dám cãi lại. Là sao? Cãi cãi gì? Chú biết gì chú nói? Chỉ có không chăn mới biết chăn có động thôi. Mỗi lần cô định cãi nó, nó nhìn con nó nói: giờ anh muốn gì? Anh hiểu ý em mà. Rồi sao cãi? Cũng liền luôn vậy đó. Nhút nhút nhút. Mấy chú học tập béo rồi nè. Thấy không? Ta cứ sợ vợ như mấy chú, không có ai biết đâu. Chú bé mà không nói cho tôi biết, tôi cũng không biết luôn. Phải học tập chú ấy. Cảm động khóc. Được khen cảm động khóc. Không phải cảm động, mà tại vì em không có cơ hội để thông báo cho mọi người biết là em sợ vợ. Sao vậy? Tại vì em bị nhốt trong nhà không à? Giống như là chim trong lòng biết phở nào ra. Mỗi lần em định thoát ra khỏi nhà, con vợ nó chỉ chừng mắt là em đã biết nó muốn gì rồi. Thôi bây giờ không thể nào tiếp tục về hoài được các chú. Chúng ta phải dùng lên, chúng ta phải muốn tỏ bản lĩnh đàn ông. Nhưng mà bằng cách nào chú? Là trụ cột của gia đình, đàn ông phải biết dạy vợ, vợ phải biết nghe lời đàn ông. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng không? Bằng cách nào chú? Bây giờ chúng ta thể hiện quyết tâm đi. Quyết tâm. Không sợ vợ. 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 Chú nhìn gì vậy? Em nhìn coi có cái vợ tao đây không? À. Không sợ vợ. Không sợ vợ. Không. Sau khi đã thể hiện quyết tâm không sợ vợ, chúng ta phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Tất cả về đây. Đúng rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ai mà còn sợ vợ qua bên đây ngồi. Ai mà không còn sợ vợ nữa qua bên đây ngồi. Hiểu chưa? Hiểu. 2, 3. Không sợ vợ. 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 Không sợ. Hết thuốc kìa. Nhụt 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 lắm. Nhụt quá mà bực mình quá. Tại sao ngồi ngồi choáng chỗ hết trơn vậy, không chừa cho tao một chỗ hả? Bực mình à? Ê, xích 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 qua cho ảnh ngồi. Đúng rồi, nó bự quá, phải thắng chỗ đông rộng. Bắt tay nè. Là sao? Chú ơi. Trời ơi. Ông không sợ vợ? Ái quá. Ái bộ, ái bộ. Ủa, các cậu thấy chưa? Ít ra trong dòng tộc của chúng ta, ái bộ. Sợ vợ. Trời, cũng còn có một chút danh dự trong dòng tộc của anh là số 1. Bái phục. Khoan, vội bái phục. Khi đi, vợ tôi có dặn, chỗ nào tụ tập đông người, cấm. Hả? Cảm ơn em nha, câu chuyện rất vui. Thôi, em xin phép chị cho em vào trong. Với một vị khách thật đặc biệt như chị á, thì em phải có cách phục vụ rất đặc biệt. Cảm ơn em nha. Thôi, em chào chị. Là Dũng nè, phụ bếp trên tàu anh Hải, chồng của chị á. À, chị nhớ rồi, Dũng Nhí phải không? Dạ đúng rồi, nhưng mà hồi xưa em mới Nhí, giờ em lớn rồi. À, chị quên mất. Dạ. Ủa, em có hẹn ai trong quán này hả? Dạ không, em tới đây là để gặp chị đó chứ. Gặp chị? Dạ. Ngồi đi em. Có chuyện gì không Dũng? Dạ, trước lúc thuyền chìm vào cơn bão, anh Hải có kêu em lại và hỏi chuyện tình cảm riêng tư của em. Và anh cũng có kể cái chuyện tình cảm của chị và anh, với lời hứa là sẽ trở về vào ngày Valentine tại quán này nè. Sau đó em bị cơn bão cuốn đi, một tàu đánh cá nước bạn đã cứu em. Nhưng mà mấy năm vừa qua đó, không có ngày nào mà em quên được cái câu chuyện của anh và chị. Em quyết định dẹp tất cả mọi công chuyện của em, mày trở về đây tìm gặp chị. Thật là kỳ lạ.
Dì vẫn ngồi đây, vững chắc như một bức tường đồng. Dũng à, em có tin tức gì của anh Hải chồng chị không? Anh Hải đã nhường cái phao cứu sinh cho em để buông tay từ từ chìm vào sóng biển. Không, chị không tin. Anh ấy không chết, anh ấy vẫn còn sống. Lời hứa của anh ấy vẫn còn đó mà. Sau bao nhiêu năm mà chị vẫn còn tin vào lời hứa đó sao? Phải, chị tin vào trực giác của chị, chị tin vào tình yêu của chị. Anh ấy vẫn còn sống và sẽ trở về một ngày gần đây, rất gần. Chị như nghe được hơi thở của anh ấy và có cảm giác là anh ấy đang ở đâu đây, rất gần bên chị mà. Em thật sự kính nể vào cái lòng tin vững chắc của chị. Bây giờ em muốn dành cho chị một sự bất ngờ nè. Chị hãy nhắm mắt lại đi. Thôi, nhân cơ hội này, em quá vui vẻ, tụi em xin tặng anh với chị một chai rượu sâm banh. Nhìn em cũng vẫn như ngày nào. Còn anh thì tóc đã bạc đi nhiều rồi đó. Quang Hùng, thôi xin nhường vinh dự này cho em tôi. Một người anh em kết nghĩa đã vì tôi mà khó nhọc suốt bao nhiêu năm qua. Có gì đâu anh, tụi mình là tình nghĩa anh em mà. Xin chúc mừng hai anh chị. Dạ. Quán ăn vui vẻ tụi em sẽ dành cho anh chị một câu chuyện vui. Câu chuyện là như thế này. Mãi vô bà con ơi, thịt ngon nè, heo rẻ nè bà con ơi. Bán rẻ hơn ngồi không bà con ơi, mua một tặng một tính tiền cả hai bà con ơi. Má, đi chơi đi, để má làm việc. Má, cái gì? Sao ba gọi thịt này là thịt lợn xề? Trời ơi, bữa nay bà đặt hỏi tôi nữa. Lợn xề là thịt heo nái đó. Heo nái là có nghĩa sao? Trời ơi, heo nái có nghĩa là nó đẻ nhiều quá, thịt nó ăn không có ngon, mà thịt nó hôi rình à, hiểu chưa? À, giống như má vậy đó hả? Má đẻ nhiều, thịt nó cũng dày nhất à. Mày dí má mày giống như con heo vậy hả con? Thì đúng rồi. Đúng sao? Con heo nó đẻ nhiều thì được ra gọi là heo nái, còn má đẻ nhiều người ta gọi là má nái. Trời ơi, cái sự dễ sợ luôn. Đúng rồi đó bà, đứng im đó đi. Tôi buôn bán, mời bà con mãi vô. Chị, mua thịt đi chị. Trời ơi, thịt ngon quá chị ơi, tươi. Chị, thịt ngon không chị? Trời ơi, thịt heo tơ mà sao không ngon cái được. Không phải đâu, cái này không phải là thịt heo tơ, mà là thịt heo nái. Sao nó nói heo nái, chị nói heo tơ? Trời ơi, chị bán buôn chị nói kỳ cục quá à. Thôi. Ai mượn bà nói hả? Biểu đứng đây thôi, tôi mua mấy kệ tôi. Trời ơi, nhiều chuyện dễ sợ. Tao cấm mày nha. Mày đứng đây mày đứng nghe. Tao cấm mày không được nói gì nghe chưa. Khách tới mua, mày phải im lặng nghe chưa. Mời bà con mãi vô mua đi. Chị, mua thịt về kho tàu. Trời ơi, thịt đùi xác da thơm quá chị ơi. Thịt ngon chị. Trời ngon sao ngon. Ngon em biết bán chứ dở bán làm chi. Sao giống heo nái quá vậy chị? Thấy chưa, cổ nói chứ không phải con nói đâu. Hả? Hả? Không? Ba ơi, con đâu còn tâm trạng nào mà ăn nữa ba. Trời ơi, lại tâm trạng hoài. Buồn cái gì? Trời ơi, thí dụ người ta đi làm lần đầu á, người ta bị nghỉ việc, người ta buồn. Còn con đi làm gì đâu, 7-8 cái công ty rồi, mỗi nơi được có 2-3 tuần nghỉ. Buồn gì buồn hoài vậy sao được. Con à, hay là con kiếm chỗ nào á, con đi làm cho nó bền bền chút cho ba nhờ được không con? Ba năn nỉ con á. Thì ba, tự nhiên con đang cần người chia sẻ, tự nhiên ba nói con vậy. Thì đó, ba biết con cần chia sẻ cho nên ba mới đưa con tới đây. Con biết không, mình phải tìm một cái sự chia sẻ trong cái niềm sảng khoái. Nó vẫn hơn là giam nhốt mình vào trong cái niềm tuyệt vọng chứ. Ở đây nè,
có những cái câu chuyện vui, có những cái câu chuyện mà sẽ làm cho con khuây khỏa. Ví dụ như là cái chuyện người ta nói là tìm thú vui trong ăn uống, ẩm thực cũng là một thú vui. Không tin là con coi đây. Cái quán này đặc biệt lắm con. Dạ, thưa bác, giờ anh cần gì ạ? Tôi giới thiệu với cô cậu, đây là cậu con trai của tôi. Dạ, chào anh. Chào anh. Anh ta đang có một cái chuyện buồn, buồn về công việc làm ăn đó mà. Dạ. Thành ra nếu như cô cậu đây có một cái chuyện gì vui vui để mà cho cậu ấy khuây khỏa một chút thì vui lòng kể cho dạ. cậu nghe cái. Cháu rất sẵn lòng ạ. Dạ, thưa bác và anh đây. Theo cháu nghĩ thì một người nào đó khi không có chuyện buồn thì họ rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng một khi họ đã có chuyện buồn rồi thì họ luôn coi đó, coi cái nỗi buồn đó là lớn nhất. Nhưng mà không có cái nỗi buồn nào nó giống cái nỗi buồn nào hết. Vì tất cả đều có hoàn cảnh khác nhau. Mà cái nỗi buồn này nó khác cái nỗi buồn trước. Rồi cái nỗi buồn trước nó khác cái nỗi buồn kia. Đà đó tóm lại là nó không giống nhau. Ý cậu muốn nói là mỗi người đều có nỗi buồn và ai cũng cho mình là người buồn nhất chứ gì? Dạ đúng, à. Chính xác thưa bác. Rồi, hiểu chưa con? Dạ con hiểu rồi. Tức là ai cũng cho là mình buồn, nhưng mà cậu hãy kể cho nó một cái buồn nào đó để mà nó cảm thấy cái nỗi buồn của nó nhỏ hơn người ta được không? Dạ được chứ bác. Dạ thưa anh, bây giờ em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện này. Hy vọng sau khi nghe xong câu chuyện anh sẽ giải tỏa bớt nỗi buồn của mình. Dạ. Câu chuyện bắt đầu là như vậy. Sao anh hồi hộp quá à? Mình có chuyện gì chắc tôi chết đó thiệt á. Anh đừng có, anh không có chết đâu. Có gì là em chết trước nè. Đừng bậy, em đừng có nói tầm bậy như vậy. Em đừng nói bình tĩnh là em, bình tĩnh là em. Em biết mà bệnh tình của em nặng lắm. Không, không có nặng đâu. Mà mấy bữa đại em thấy trong người em thế nào? Anh ơi, hả? Sao bác sĩ lâu ra quá vậy? Bác sĩ người ta còn khám nghiệm, người ta coi kỹ lưỡng đàng hoàng, ta mới ra báo cáo kết quả cho mình biết. Khám kỹ chi vậy? Biết kết quả rồi khám chi nữa, em sẽ chết thôi. Làm sao mà em chết? Nói tầm bậy tầm bạ không à? Mấy bữa nay cơ thể của em khó chịu lắm. Cơ thể em sao? Em ngộ lắm. Sao em? Khi nào mà hả? Em ăn á thì em no. Mà không ăn thì nó đói. Ngộ lắm. Cái đó bình thường. Không, bình thường nhưng mà của em thì nó kỳ lắm anh ơi. Nó kỳ sao? Là khi mà mình đói á, khi mà em đói á thì nó đói cồn cào ha. Còn khi mà no thì nó no đầy bụng, nó kỳ lắm anh. Sao bệnh gì lạ lắm. Có khi nào em phát phì không? ăn nhiều phát phì chứ không có sao hết. Đừng lo. Đừng có an ủi, em biết mà em nặng, em bệnh nặng lắm rồi. Đừng. Bác sĩ. Đừng nghe. Bác sĩ ơi. Bình tĩnh lại. Bác sĩ có kết quả rồi không bác sĩ? Dạ bác sĩ, kết quả vợ em làm sao bác sĩ? Cô có phải là mộng mơ không? Dạ mộng mơ đi, vợ sĩ, em. Kết quả của em sao bác sĩ? Dạ. Chúc mừng chị. Chúc mừng là em không bệnh hoạn gì hết trơn hả? Đúng. Trời ơi, em không bệnh gì hết. Anh nói rồi, bọn anh nói là gì cao cao hơn bác sĩ nhiều, không có bệnh là khỏe rồi. Bác sĩ biết không, mấy tháng nay em hồi hộp, em lo âu lắm, em biết hả? Em làm như em bị nặng lắm á, cái người em nó kỳ lắm á, có những triệu chứng kỳ lạ lắm. Dạ. Em có tưởng là em bị ung thư, em chết như phim Hàn Quốc vậy bác sĩ. Không phải ung thư đâu. Dạ. Triệu chứng vậy là bình thường. Bình thường không có sao. Bởi vì chị đang có thai. Vô lý. Sao được, tôi đi công tác cả năm trời, tôi mới về nhà có 3 ngày, lấy gì là vợ tôi có thai? Cái này bác sĩ coi lại nha, cái này bác sĩ sai lầm là mất hạnh phúc gia đình tôi đó. Tại sao anh dám nói tôi là vô lý? Thiệt, tôi thấy cái này vô lý, tôi mới đi về 3 ngày mà. Tôi khám lúc nào cũng chính xác cả. Cái này... Bác sĩ, phải không? Xin lỗi bác sĩ. Cái gì? Anh quên rồi hả? Quên gì? Tháng trước anh về anh thăm em mà anh quên rồi hả? Chính tế chị mà là ôm sộm vậy là mất cổng chết. Anh nhớ rồi. Nhớ chưa? Tháng trước anh có về thăm em. Vậy cái này là con anh. Cái gì đó? Trời ơi, anh có con đầu lông rồi. Anh mừng quá. Anh xin lỗi em, đừng có giận nha. Anh xin lỗi em nhiều. Qua xin lỗi bác sĩ đi. Dạ, bác sĩ xin lỗi em đi. Em xin lỗi bác sĩ nha. Em nhớ rồi. Con em con đầu lòng. Tại em mừng quá, nhiều khi đàn ông á em lo quá, thật ra em có lời lẽ không phải với bác sĩ. Bác sĩ đừng có giận nha. Dạ, chúc mừng em. Được rồi, chúc mừng hai vợ chồng. Nhưng mà nè, giờ anh mang thai lần đầu tiên. Dạ. Cho nên anh phải chú ý hạn chế đeo sợi dây nịt. Dạ. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi không tốt đâu. Dạ. Ngoài ra anh còn phải chú ý đến thức ăn, dinh dưỡng để cho thai nhi phát triển một cách khỏe mạnh. Dạ. Hai anh chị biết không, để thai nhi phát triển khỏe mạnh được tháng thứ ba như vậy không phải là đơn giản đâu. Dạ. Bác sĩ nói sao? Là vợ anh đã có thai được 3 tháng. Thấy không?
người ta còn buồn, còn đau khổ hơn con nhiều lần nữa kìa. Thôi bây giờ như vậy, cô cậu cho tôi một cái lẩu các loại củ quả, kể cả quả trứng nữa. Dạ. Nhưng mà nhớ là để riêng nha, tự tay nấu cho thằng con tôi nó ăn. Dạ, bác và anh chờ chút lát ạ. Dạ. Ba ơi, đồng ý. Cái chuyện của cái cậu đó kể đâu có giống gì cái chuyện của con đâu. Con hỏi ba nè, con đang làm tốt, con đang cố gắng làm tốt hơn nữa. Trong công ty ai cũng yêu quý con, ai cũng công nhận chuyện đó. Chỉ có một số người là ganh tị với con, không hiểu họ đi nói gì cấp trên á, rồi cấp trên hiểu lầm con. Mà tự nhiên họ rảnh ghê, thay vì cái thời gian đó họ làm cái chuyện bổ ích hơn đi ba. Vậy mới là cuộc đời. Phải có người này người khác thì đó mới là cuộc sống. Thế có lúc nào con tự nghĩ cái nguyên nhân mà người ta ganh ghét con là gì không? Theo ba đó, đó chẳng qua là vì người ta cảm thấy người ta không bằng con, nên người ta mới phải làm như vậy. Nói chung là con nên tha thứ cho họ, bởi vì họ là những cái người tự ti, không dám tự tin vào bản thân mình nữa kìa. Nhưng mà ba, đâu phải vì cái sự tự ti mà làm cho người khác tổn thương như vậy. Nhưng mà cái danh vị ở đời nó có một cái sức hút đặc biệt, ai cũng muốn giành nó cho mình. Cho nên có những kẻ người ta bất chấp mọi thủ đoạn, rồi người ta biện minh cho việc làm của họ là đúng. Mà giữa cái đúng với cái sai á, nó chỉ cách nhau bằng một đường chỉ nhỏ thôi con à. Đây, có lẩu rồi đây. Có lẩu đây. Cảm ơn. Thưa bác, tất cả mọi thứ đều được để riêng ra đúng như bác yêu cầu. Rồi bây giờ cô cậu cho chúng tôi hai chai bia nha. Dạ. Con biết không, cái điều mà ba muốn nói với con á là nó có liên quan tới cái này, ẩm thực này nữa. Chẳng hạn như con coi đây nè ha. À, con đây. Cuộc đời này nó có những cái thử thách, những khó khăn giống như là cái nồi nước sôi này đây ha. Đấy. Còn nữa, cái quả trứng con thấy nó mỏng manh dễ vỡ, thậm chí bên trong nó là thể lỏng nữa. Yeah. Càng nóng càng sôi nó lại càng mau chín và nó sẽ rắn chắc lại. Con hiểu rồi ba. Chuyện ba kể vậy thà vậy đi, con dễ hiểu, con chấp nhận, con thông hơn. Cái chuyện chú hồi nãy kể nó không ăn nhập gì cái chuyện của con á. Bây giờ con hiểu rồi, có nghĩa là giữ mình và không làm mất bạn bè, đó là điều con phải cố gắng. Ừ. Nhưng mà còn cái này nữa, con biết không, khi mà mình cứ muốn làm vừa lòng người khác á, mà để đánh mất bản thân mình thì cũng không hay ho gì đâu. Dạ. Thí dụ như cái câu chuyện như thế này. Mình ơi, mình đâu rồi, 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 còn sống mang thân đi về đây là may mắn lắm rồi. Tưởng vợ chồng mình sanh ly tử biệt rồi đi hả? Ông làm gì mà giữ vậy, ông nói tụi nghe ông khóc quá vậy. Sợ quá. Sao? Ôi đừng có tôi sợ. Tôi bà biết không, tôi đi dọc đường. Sao? Tôi tới khu rừng. Ừ. Tôi gặp một con rắn. Ôi, gặp rắn thì bước qua chứ có gì đâu mà ông sợ chứ vậy. Trời ơi, làm cho con rắn nhỏ lắm, tôi lớn gì sao? Bà biết con rắn này á, bà thấy là bà xỉu liền luôn chứ đừng có nói bình tĩnh với tôi. Con rắn nó dài bao nhiêu mà dữ vậy? Con rắn nó dài 100 mét. Con nó dài 100 mét. Bề ngang 30 mét. Bề ngang 30 mét. Trời ơi, 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 nội của tôi á là nỗi con rắn á, nó dài dữ lắm á, là 80 mét là cùng thôi hả? Bao nhiêu? 80 mét. Con dài 80 mét hả? Ừ. Chắc nó đó, nó đó. Hồi nãy 80 mét không? Hồi nãy con mắt con cá lò tôi không thấy, tôi thấy dài lắm, chắc ở 80 mét á. Thấy không? Sợ quá. Tôi đừng có sợ lắm. Đừng có không à? Vẫn vẫn rắn mà. Mình nói ông nghe. Đúng á. Nó dài 80 mét. Đúng rồi, đó đó. Đúng rồi, 80 mét. Ừ. Nhưng mà con rắn nó chết lâu rồi. Còn đó. Ừ. Con nó nghe đâu là dài khoảng
50 mét. Đúng rồi. Chắc chắn 50 mét rồi. Đúng rồi. 50 mét đúng không? Ừ. Nhưng mà tôi thấy rồi. Bà thấy rắn rồi. Tôi thấy rồi. Bà tin chưa? 30 mét nè. Không thôi, biết lộn thôi. Có 30 mét thôi không? Đúng rồi. Dài 30 mét mà tôi khẳng định luôn. Chắc chắn không? Chắc chắn. Chắc chắn. Sao nè phải không? Sao gì? Tôi hỏi ông nè, hồi nãy ông nói con rắn bề ngang bao nhiêu? 30 mét. Ừ, rồi bây giờ ông mới nói con rắn bề dài bao nhiêu? Thì là ba... Nó bò làm sao? Con rắn hình vuông sao bò? Tiền đâu? Tiền. Hả? Nhậu hết. Trời đất ơi. Đó thấy lại không? Lại thêm cái chuyện mà con thấy thông thiệt. Đây, đây đây, cái này nó còn cụ thể nữa nè. Cái vấn đề là mình phải hiểu rõ giá trị của bản thân mình. Chẳng hạn như bây giờ con nhìn nè. Dạ. Nếu như ba cầm 100 ngàn này mà ba cho con thì con có nhận không? Dạ nhận. Cái tờ giấy bạc này mà nó có bị nhầu nát một chút mà ba cho con lấy không? Dạ con lấy. À, thậm chí nếu như mà ba làm rơi nó xuống đất rồi về chân ba lỡ đạp lên nó thì con có nhận không? Không sao ba, có gì con rửa sạch. Tờ giấy bạc này dù nó có bị nhầu nát hay bị dày xéo, con vẫn muốn có nó. Là bởi vì nó không bao giờ bị mất giá trị. 100 ngàn nó vẫn là 100 ngàn. Ở cuộc đời cũng vậy con à. Cái giá trị của con người cũng là như vậy. Dù đôi khi chúng ta gặp những chuyện làm cho mình đau đớn, coi như bị vùi dập, mình cảm thấy bất hạnh, nhưng mà rồi vấn đề đó là chúng ta cần phải vượt qua nó mà vẫn giữ được cái giá trị của mình. Con hiểu rồi ba. Kể từ bây giờ con phải mở lòng ra, con phải biết tha thứ với lỗi lầm của mọi người, và con phải học hỏi để nâng cao giá trị của bản thân của con hơn. Đúng. Dạ. Rồi bây giờ thì con không hối hận về chuyện mà ba đưa con tới đây phải không? Dạ không. Dạ, dạ có bia đây rồi. Bia đây ạ. Cảm ơn. Con mời ba. Cùng ly, dạ. Chung bữa. Con mời vô, vô, vô ba. Dạ. À, công nhận hết buồn uống bia nó ngọt ghê ba. vô đây anh. Mời anh ngồi, ngồi xuống đây. Thiệt tình á, mời được mấy nhà thơ, nhà văn như anh mà đi ăn chung á, giống như mời ông vua vậy đó. Bữa nay mà lôi được tới anh mà ngồi đây tại vì tróc dãy à. Tại tôi bận quá. Bận cái gì thì bận chứ, anh phải lo sức khỏe của anh. Đó, anh nhìn anh coi, ốm yếu gầy còm, người ta nói má hóp mà móm xộm mà. Thấy không, cái chuyện viết văn là cái chuyện lâu lâu dài. Thấy không, phải lo sức khỏe cho mình chứ. Thấy không? À, phục vụ ơi. Dạ. Dạ chào hai chú. À. Hai chú dùng gì ạ? À, nói chung bữa nay đó là ở nhà hàng này có cái món nào mà ngon nhất á, các cháu cứ dọn ra đây để chú đãi ông bạn già của chú. Tôi ăn ít lắm, ăn gì cũng được mà. Đừng có bạc đãi thân thể của mình như vậy, thấy không? Anh phải bồi dưỡng, bởi vì anh là một nhà văn. Anh nghĩa là viết ra biết bao nhiêu là tác phẩm giá trị để cho đời, thấy không? Óc sáng tạo của anh, tác phẩm á, rồi những tuyệt tác của anh là phải có. Bởi vì nếu không có những nhà văn nhà thơ thì coi như là cuộc sống của tôi nó cũng khổ lắm anh à. Đó. Nào bây giờ có gì anh cứ kêu ha. Đó. Dạ đúng rồi, tại vì con nghĩ là nhà văn nhà thơ đã tạo ra những cái tác phẩm làm cho chúng ta phải nghiêng đầu kính trọng đúng không chú? À đúng rồi. À đây, cũng như ông bạn của chú đây. Dạ. Đây là một nhà văn nhà thơ rất là chân chính. À kìa, anh nói quá rồi. Không có quá đáng đâu. Trong đôi mắt của tôi đó, anh trở thành một triết gia rồi. À, nói thiệt với các cháu nha. Dạ. Rất là đơn giản, nhưng mà nói câu nào là đáng câu đó nha. Dạ. Để chú kể cho các cháu nghe nha. Tháng trước á, ngồi với chú. Dạ. Cái chú hỏi ông bạn của chú sao đối với anh á, trong đôi mắt của anh nha, người phụ nữ như thế nào? Các cháu biết trả lời sao? Dạ. Đối với tôi, người phụ nữ là một bông hoa. Quá hay đúng không? Đó, mà còn giải thích vậy nè.
Một cô gái trẻ giống như một bông hoa trong một cái vườn xuân. Một cô gái chưa chồng giống như một bông hoa trên một bức tranh. Những cô gái có chồng là những bông hoa được cắm vô một cái bình. Còn những người phụ nữ lớn tuổi già đó thì... Nào, trả lời đi coi. Những phụ nữ lớn tuổi thì giống như một bông hoa mà được ép trong một cuốn sách cũ. Đó, thấy chưa? Chú thật là hài hước. Dạ, thật là thú vị nữa. Dạ. Tôi chỉ nói chơi cho vui thôi mà. Các cháu thấy không? Dạ. Chỉ nói chơi cho vui thôi mà đối với một nhà văn thì nó rất là trí tuệ và duyên dáng mà có rất có giá trị. Mà đối với các cháu có thích những nhà thơ, nhà văn không? Dạ có chứ, tại vì tụi cháu là phục vụ của quán ăn vui vẻ nên tụi cháu thường xuyên đọc sách nè và sưu tầm những câu chuyện để kể cho quý khách tới đây cũng như hai chú vậy. Hay quá ha. Đó, anh thấy không, hai cháu chỉ là phục vụ thôi nhưng mà trong cái thời đại này là phải có kiến thức, nhưng mà ở đây hai cháu lại được cái ưu điểm là chịu học hỏi tìm tòi mà sưu tầm những cái câu chuyện vui để phục vụ cho khách. Dạ. Tương lai của các cháu rất là rực rỡ đó, có thể trở thành những nhà văn nhà thơ đó. Kêu món đi chứ. Chú. Dạ, trước khi gọi món cháu xin kể cho hai chú nghe một câu chuyện được không ạ? Hay quá. Nào, cháu kể đi. Dạ, câu chuyện đó là bắt đầu như thế này. Trời ơi, hai anh em giỡn hoài, là học bài đi con, không có chơi nữa. Học đi. Mẹ ơi. Gì đó con? Thơ thất ngôn bát cú là thơ gì vậy mà? Trời ơi. Đó, giỏi. Học mà cái gì không hiểu rồi hỏi mẹ, mày giải thích cho nghe không? Dạ. Thất ngôn bát cú á là một bài thơ gồm có 8 câu, một câu có 7 chữ. Con hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Ta kêu là thất ngôn bát cú. Rồi gì nữa? Thơ tam sao thất bản là sao rồi mẹ? Đó là em xô. Con coi hoài cái đó phải là thơ đâu. Con, thơ lục bát là sao hả mẹ? Đúng rồi. Thơ lục bát á là một có 2 câu, một câu gồm 6 chữ và câu sau là 8 chữ ha. Nè tụi con nên nhớ, khi mình sáng tác cái bài thơ lục bát á, mình phải nhớ cái điều này nè. Là cái chữ cuối của câu 6 phải đồng âm với chữ 6 của câu 8. Để mẹ thí dụ cho con hiểu ha. Ví dụ như bài thơ nè. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. Thấy không? Cái chữ nhà của câu 6 nó đồng âm với lại với chữ cà của câu 8. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu nhưng mà con không tin. Là sao? Nhưng mà có một bài thơ lục bát luôn nhưng mà nó không đồng âm đâu mà. Là bài nào? Dạ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Để ra nó phải vậy nè. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Giờ con nói mẹ cũng... Nhưng mà nói nghe nè, chữ ngờn nó không có nghĩa gì hết trơn á. Nước á thì phải có nguồn. Nhưng mà con ơi, cái bài này là ngoại lệ, hiểu không? Nhưng mà nếu mình làm thơ lục bát á là phải có 2 cái đồng âm với nhau mới làm được, con hiểu chưa? Dễ Thôi, dễ. Bộ con biết làm hả? Dạ, để con sáng tác cho mẹ nghe nha. Trời ơi, thiên tài, đâu sáng tác mẹ nghe coi. Ô kìa mấy luống rau xanh. Hay. Đó là rau muống nấu canh. Trời ơi, giỏi quá, đúng rồi, đồng âm nè. Đó, chữ xanh với chữ canh, con thấy em còn thông minh không? Làm nguyên một bài cho mẹ nghe coi. Ô kìa mấy luống rau xanh. Đúng. Đó là rau muống nấu canh đấy chứ. Hay quá. Rồi, bây giờ anh gọi món đi chứ. Tôi ăn ít lắm. Kêu món gì cũng được mà. Cứ vậy hoài. Thôi bây giờ các cháu đem cái món gì mà bổ phải không? Cái gì cũng bổ á, đem ra đây. Dạ, vậy thì nhà hàng tụi cháu xin giới thiệu với chú món nhân sâm câu kỷ hầm gà trống. Dạ, đúng rồi. Dạ, cái tên nghe lạ. Dạ. Chắc món này ngon rồi ha. Dạ. Rồi, các cháu làm món đó đi ha. Dạ. Nè, với lại mang cho chú 2 chai bia. Dạ. Chứ đừng lấy rượu. Rượu uống vô nó nặng đô lắm, mau chết. Mà chú bây giờ nói thiệt, chú chưa muốn ra đi. Chú phải sống. Sống để thưởng thức những cái bài văn, bài thơ, để làm ra tác phẩm. Bởi vì những bài văn, bài thơ đó là cuộc sống của chú mà. Dạ, tôi trên xin phép. Sao anh? Lúc này anh có viết cái gì hay hay không? Dạ,
hay hay không là do khán giả họ thẩm định chứ. Anh hỏi tôi không biết. Chí lý. Nhưng mà tôi nói này anh đừng buồn em. Mấy nhà văn như anh á, trời ơi sĩ diện thấy mồ đi. Thấy không? Nghèo kiết xác rồi mà không chịu nghèo. Cứ là sống cái kiểu ta đây. Thôi thay đổi đi. Có sao sống vậy đi anh ơi. Nói vậy sao được. Anh phải thay đổi đi anh nè. Cứ khư khư cái cuộc sống, cái quan niệm cứ giữ mãi cho mình như vậy không có được đâu. Thấy không? Nó cứ riết rồi có khi nó còn tệ hại hơn nữa kìa. Nhắc chữ tệ tôi mới nhớ. Để tôi kể cho anh một câu chuyện như thế này cho anh nghe nè. Câu chuyện vậy nè. Quá trời ơi kỳ cục vậy. Cái gì ông lại? Đánh tiền. Trời ơi con quỳ con lại ông lại. Trời ơi lại trời ơi. Lại à sắp chừng chết con rồi. Nếu con làm ăn con lại ơi. Đủ quá. Còn gì ăn vậy? Còn nhiều lắm à, ở trong bếp là còn đủ thứ á. Liệu ăn cái gì có cái đấy á. Hủ tiếu, phở có không? Dạ đầy đủ hết à. Bánh cuốn? Dạ có à. Mà cho ly trà đá thì khát nước không? Cho nước uống không chủ ơi? Dạ có đi em có. Ô khách tới liền, khách tới à. Mời ăn rồi. Không có, không, tới đây không có ăn. Xin làm gì à? Xin việc làm. Xin việc làm? Lý muốn làm cái gì ở trong này? Bảo vệ. Bảo vệ? Ây da, cái tiếng này làm bảo vệ hả? À? Đánh lộn là ai không làm bảo vệ? Lại chứ, tôi mà vô đây làm bảo vệ hả? Không yên tâm, ai mà quậy á, tôi xử đẹp, lấy quy tính với ông liền. Ủa, người ta làm ăn rồi. Đây, thằng này quậy phải không? Không yên tâm nè, làm một cái lấy quy tính nè. Ê, không phải à? Ê, trời ơi, không phải. Bây giờ một nhà văn tên tuổi như vậy thì người ta kêu thì chịu đi. Không, cứ từ chối mai mốt người ta kêu tên khác anh đừng rầy nha. Ủa họ kêu tôi bằng cái gì? Nhà văn có tài nhưng mà thất thời. Nè thay đổi đi anh ơi. Bây giờ anh viết văn viết thơ rồi kia nó phải lai láng đi. Ủa sao anh biết được? Sao không biết? Thực tế rõ ràng đó. Bởi vì nè, ngày xưa những cái tác phẩm của người ta đó ha, văn chương của người ta đó là viết dày 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 này mà chồng nối tiếp. Còn anh bây giờ anh thấy, tôi thấy anh ra cái gì đâu mà gọn lõn có một tép về là xong rồi. Thay đổi đi. Anh ơi, bây giờ thời đại thông tin nhanh lắm. Mình mà viết dài quá, độc giả họ không chịu đọc đâu. Anh nói vậy chứ không chịu đọc thì cách viết của anh phải lôi cuốn như thế nào cho người ta phải đọc. Anh viết tràn gian đại hải càng nhiều càng tốt, càng cho người ta đặt dấu hỏi chừng nào người ta càng tìm hiểu chừng nào càng tốt. Anh phải viết dài ra đi, phải thay đổi đi anh ơi. Dạ mời hai chú. Dạ xin mời hai chú. Nào rót đi, rót mừng rót vô đi cháu. Dạ. Nào vô cái đi. Chúc mừng tình bạn keo sơn của chúng ta gắn bó như trăng với sao, như cá với nước. Chúc mừng những tác phẩm dằn dặt dài sắp ra đời để cho cuộc đời của chúng tôi, cuộc sống của tôi thì càng thêm phong phú. Nghe chú nói như vậy chắc là chú Phi yêu văn học lắm á. Dạ đúng rồi. Dĩ nhiên rồi. Hai cháu đoán thử coi chú là ai nè. Hôm nay con thấy chú đi đến với lại một nhà văn thì chắc chắn rằng chú sẽ là nhà phê bình đúng không? Hơn vậy nữa. Chú là đại lý sách. Đúng rồi đúng không chú? Hơn vậy nữa. Vậy là con biết rồi. Sao? Chú là nhà xuất bản đúng không? Đúng rồi chứ chú. Em nói hơn đúng vậy nữa. Chú là cái gì? Chú ấy là một tổng giám đốc công ty mua bán giấy. Hèn gì
Chú nói là chú yêu các nhà thơ, các nhà văn, văn chương nuôi dưỡng cuộc sống của chú. Không có văn thơ là chú chết. Đúng, chú sẽ chết. Bởi vì những nhà văn, nhà thơ sẽ ra những tác phẩm, những tuyệt tác, nghe không? Đó, thì mà khi ra những tác phẩm đó thì sẽ có những nhà phê bình, những độc giả. Mà độc giả với nhà phê bình thì có người ủng hộ, có người thì đả kích, đúng không? Mà ủng hộ hay đả kích gì đó cũng bằng giấy tờ, nghe không? Bút mực hết trơn. Mà viết càng nhiều thì càng tốn giấy. Đó, bởi vậy cuộc sống của chú á là nhờ những nhà văn, nhà thơ, những nhà phê bình, những nhà độc giả. Đó, cũng như các cháu đây nè, nghe không? Chú nghĩ rằng các cháu có kiến thức, nghe không? Tương lai của các cháu có thể là trở thành những nhà văn, nhà thơ. Các cháu cứ làm đi, chú sẽ ủng hộ, giấy là không thành vấn đề. Đó, nào, hãy nâng ly chúc mừng tình bạn của chúng ta. Chúc mừng những nhà văn tương lai. Vô. Sao, anh dùng gì chứ? Ăn gì cũng được, tôi ăn ít lắm. Cô ơi. Dạ. À, tôi thấy cái món này nè. Dạ. Ê, khoan, chờ chút. À, có rồi, tôi ăn món gỏi này. À, vậy là món gọi trước phải không chú? Dạ. Ê, khoan. Dạ. Chờ chút nha. Cái gỏi nó có nhiều thứ ăn không được đâu. Với lại nó cũng lạnh bụng lắm. Chờ chút nha. Chú ơi, nếu như vậy thì chú ăn món cánh gà chiên bơ đi. Cánh gà chiên bơ hả? Dạ. Gà mà chiên rồi còn quýt bơ nữa. Thôi, cái đó dầu mỡ là cũng ăn. Chờ tôi chút. Nếu như mà chú không có thích dầu mỡ đó thì có một cái món này thích hợp với chú lắm nè. Món đậu hũ tứ xuyên. Là sao? Thì món này là đậu hũ đó là mình chưng lên thôi, sau đó là mình tưới nước sốt lên thôi, không có dầu mỡ. Món đó hay chú ha. Được. Dạ. Dạ mời chú. Chú dùng nước nha. Cảm ơn cô. Gọi được món nào chị em? Dạ được một món rồi chị. Khoan. Dạ. Cái đậu hũ đó nó không có chiên hả? Nó là đậu hũ non phải không? Dạ. Mà nó lại có nước sốt rồi nó nhầy rồi ăn ngán lắm. Thôi cô chờ tôi chút nha, để tôi lựa cho kỹ nha. Sao có chờ được không? Dạ, dạ không sao, dạ chú cứ tự nhiên. Dạ chú cứ lựa tiếp đi ạ. Đừng có sốt ruột ha. Dạ uống miếng nước cho mát. Chú ơi, trong lúc đó mà chú chưa có lựa được món ăn nào hết đó thì con sẽ kể cho chú nghe một câu chuyện. Con nghĩ là sau khi mà nghe câu chuyện này xong đó thì chú sẽ thích ăn hơn và chú sẽ lựa được một món ăn mà chú thấy ưng ý nhất. Kể chuyện. Dạ. Quán dạ. Này hay quá ha. Dạ đúng rồi. Có kể chuyện cho khách nghe nè. Dạ. Mà chuyện vui hay chuyện buồn? Dạ chuyện vui. Quán ăn của tụi con là quán ăn vui vẻ mà. Vậy cũng được ha. Dạ. Vui. Dạ vui. Mà nhắm vui nha. Cái cười của tôi á là cái câu chuyện nó phải thật là ý nghĩa. Dạ. Mà cười thì chỉ cần cười ý nhị thôi. Với lại trong cái câu chuyện đó, cười nó phải có cười ý tứ. Được không? Dạ được. Chắc con kể chuyện cho chú là con cũng cần ý chí chứ lắm á. Tôi vậy đó. Kể dạ. Được thì kể, còn không thì thôi. Chứ còn dạ, tôi dạ, được chứ, dạ được chứ. Nha. Dạ. Chị kể đi. Em kể đi. Ui, chị kể đi. Kể đi. Trời ơi, em kể xong là em rớt á. Ráng lên. Sao? Có dạ, kể dạ, được dạ, không? Dạ, không dạ, kể tôi dạ, kể dạ, à? Dạ, con kể. Dạ. Chuyện làng dày. Tới luôn rồi. Chưa lên đi vậy chú hai? Đưa thùng hàng lên mua nha. Hả? Không được. Sao chú? Hàng dễ bể, để lên mua sao được. Cái này để trong xe. Yên tâm, con tìm chỗ nào an toàn nhất để cho chú luôn. Hay quá. Cảm ơn. Dạ. Giá bao nhiêu vậy? 300 chú. Cái gì? Dạ. Mấy lần tôi đi giá có 100 à. Thì đúng rồi, chú đi giá 100 mà đúng, có thùng hàng của chú giá tới 200 lận. Gì vậy? Hành lý mà sao mắc hơn người được? Đơn giản thôi, chú đi lên trển con nhét, chú ngồi chỗ nào cũng được. Còn cái thùng hàng của chú chiếm hết hai chỗ của con rồi. Vậy là chắc là hành lý mắc hơn người hả? Ừ. Vậy thì
Bể rồi em ơi. Bể gì chú? Cái gì vậy anh? Hành lý mắc hơn người em ơi. Kìa, anh cho em làm người nha. À hả? Được. Câu chuyện này thấy cũng được. Dạ. Ý nhị, ý tứ. Cảm ơn chú. Mà có ý nghĩa. Dạ. Dạ chú lựa món đi chú. Dạ chú lựa món đi chú. Thôi bây giờ vậy tôi lựa được rồi. Dạ. Tôi á là tôi muốn ăn đơn giản bởi vì tôi rất là dễ tính. Dạ. Ha? Tôi ăn một món một thôi. Mà cái món đó nó phải có đầy đủ chất dinh dưỡng. À, phải có rau nè cho nó giải nhiệt. Dạ. Rồi phải có chất đạm. Dạ. Rồi phải có canxi. Nhưng mà nó phải ít cholesterol thôi. À, vậy là chỉ có món lẩu không? Thôi chú ơi. Chính xác. Dạ, đúng rồi đó chú. Cô là hay lắm á. À, vậy chọn là cho tôi một cái món lẩu. Dạ. Mà cô thấy cái món lẩu nào mà của cái nhà hàng này ngon nhất. Dạ. Lựa cho tôi dễ tính lắm. À, dạ, để có đầy đủ chất dinh dưỡng nhất mà như là yêu cầu của chú á, là chỉ có lẩu thập cẩm thôi chú. À, đúng rồi. Lẩu thập cẩm dạ. Hả? Dạ. Nó có nhiều rau không? Dạ có chứ, ngoài rau quả này ha, thì còn có thịt bò nè, rồi hải sản như là tôm nè, rồi mực nè, rồi cá nè, rồi thịt bò. Dạ, dạ nhiều lắm chú. Thịt bò, rồi cá, mực, tôm. Dạ. Cái dĩa thịt bò nó có bao nhiêu miếng? Dạ, một dĩa khoảng chừng 10 miếng đó chú. Dạ. 10 miếng? Dạ. Còn tôm, mực? Tôm dạ gì? Tôm cũng phải cỡ 5 con. Dạ. À. Nghêu nữa chú ơi. À. Dạ nghêu cỡ 6 con, còn mực thì rất là nhiều. Dạ. Chà, nhiều dữ vậy hả? Dạ. Ăn đặng chết hay sao? À, tôi không có ăn hết. Dạ. Bây giờ kêu cho tôi một cái món lẩu, tất cả rau củ đồ lấy y chang như vậy nhưng mà còn phần thịt là nghêu, tôm, mực, bỏ mọi thứ nữa lại cho tôi. Nha. Chú trừ ơi. Cái tiền đó ra. Dạ. Chú ơi, quán có tụi con là một phần là quy định như vậy rồi, là không có bớt ra được à. Thí dụ như bây giờ chú muốn bớt cái phần này thì con có thể bù thêm cái món khác. Dạ. Chứ làm gì cũng khó cho. Cái đó nhiều chất đạm, ăn kiểu là sốc đạm mà tôi không ăn. Nếu vậy thì tôi đâu cần gì phải ăn lẩu nhiều quá, tôi ăn không hết. Thôi dẹp tôi ăn lẩu. Chú ơi, khoan. Sao? Nếu như vậy thì chú ăn hết bao nhiêu thì ăn, còn cái phần mà dư đó thì tụi con sẽ gói cho chú đem về. Dạ. Gói đem về. Dạ. Đây cũng rảnh quá ha. Nhưng mà tôi ở con mình, gói đem về nó cũng hư à. Thôi tôi không ăn đâu. Dạ không sao đâu chú ơi, đảm bảo cho chú là đảm bảo còn rất là tươi ngon. Mà khi chú vừa về tới nhà, chú sẽ cảm thấy đói bụng và muốn ăn được liền à. Dạ đúng rồi đó. Rất là ngon miệng. Chà. Chú biết không, ăn ở đây có phân nửa không có đủ chất. Ăn phải đủ nguyên một cái lẩu nó mới đủ chất dinh dưỡng đó chú. Hay ha, có lý. Dạ. Duyên dáng ghê. Vậy cũng được ha. Dạ được rồi, hả chú. Rồi thôi. Làm y vậy cho tôi. Dạ, một cái lẩu thập cẩm. Rồi. Lẩu phải không à? Ăn gọn nhiều đem về. Dạ. Kỹ. Ừ. Dạ, cảm ơn chú. Em kêu liền lẩu thập cẩm đi để chú chờ. Vậy em vô kêu nha. Dạ. Nhanh lắm chú ơi. Lâu không? Dạ không, chỉ 5 phút sau là có liền à chú. Chà, 10 phút, 5 phút là lâu quá, tôi cũng sốt ruột lắm à. Dạ, bây giờ để chú đỡ mất thời gian mà chờ đợi đỡ có sốt ruột á. Ừ. Thì bây giờ cháu kể cho chú nghe một câu chuyện vui nữa nha. Chà. Nghe câu chuyện vui nữa hả? Dạ. Nhưng mà tôi khó lắm mà nghe. Chuyện lần này phải vui hơn chuyện lần trước à. Nhắm được không? Dạ. Con sẽ cố gắng chuyện lần này vui hơn lần trước nữa. Rồi, tôi nghe. Dạ, con kể chú nghe nha. Dạ, thưa chú. Câu chuyện nó là vậy nè. Xe gì mà đâu đến đứng mỏi chân muốn chết à. Thôi được rồi, để anh đấm bóp cho nha. Đấm mỏi cái chân mà đấm cái dài là sao? Thôi ráng đi, ráng chờ xe chút xíu mà. Ngoan đi, cái gì em thương ha. Gì em thương? Anh thương. Ông xã dễ thương quá, em thương ông xã nè. Trời ơi, thấy ghét quá. Em ăn miếng bánh mì nha. Biết rồi, hùng cái nha. Em ăn. Trời ơi, tiếng ghét quá, tán hẳn tán vô. Nè, ăn bánh mì nha. Uống miếng nước nha. Muốn đọc. Hiểu. Ông xã hiểu ý em quá à. Ôm xã. Trời. Xe tới kìa em, xe tới. Lên đi em. Em không hiểu. Hiểu. Hùng cá lên nha. Không,
em không lên. Chứ giờ em muốn sao mới lên? Ẩm em. Ẩm hả? Ẩm em đi em to. Ẩm. Chưng lên nào. Anh ơi có kìa. Nhường chỗ với mấy người tàn tật đêm, tội nghiệp quá. Du Duyên, cháu bình thường giờ ẩm vậy là chuyện bình thường, tự nhiên tàn tật. Du Duyên em ha. Cái gì? Vợ chồng hả? Em thương mày. Ghét quá. Gì anh? Nói cho gà. Ngồi nha em. Ngồi, ngồi đâu. Sao vậy? Giận chết rồi. Hiểu. Rồi, sắp rồi. Ngồi đi em. Thôi. Hiểu. Ngồi nha. Hiểu ý em. Em to anh. Trời ơi, đau. Quá đáng. Ê các bạn này. Già gì đâu mà làm chuyện khó coi à. Ủa anh, mà sao chồng trẻ mà vợ già dữ vậy anh? Tiền thôi, đúng không? Vậy mới là tình nè. Tiền đâu, bỏ anh đi. Em không có tiền đâu bao cho anh. Mất nước à. Tôi nói ai? Tôi nói Phong Lâm gì đó, chứ mang người đó nhờ biết liền. Duyên Duyên gì? Cái mặt thì già với chứ cà. Mà gặp trai cái xà vô à. Rồi già, rồi già. Nói bà già với ai? Hả? Nói rồi già, bà già tôi cái đồng trẻ bắt bớt mới bị người tức hả? Thì lúc đó bà già chát mà bà đặt lấy chồng trẻ chị mà... Sao già? Cỡ má tụi được không? Rồi cỡ má tụi nó mê đó, mê trai đó. Thôi, cậu đừng xúc phạm tôi nha. Thôi anh, chị. Gì chị? Nói đi chưa, tội liền đi không? Nói gì? Nhưng bây giờ tôi không cần nói đến chuyện mà vợ già chồng trẻ, cái chuyện đó chuyện một tự do của mọi người đúng không? Nhưng mà tôi nói này là nói cách xài tiền của bà đó. Với là quan trọng là cách điệu đàn của bà. Trời đất ơi, nơi công cộng gì làm chướng tai gai mắt quá, không ưa. Còn chị mà nó già. Thì nhớ cỡ má tôi còn mê trai đó. Trời ơi, cái gì vậy? Ồn ào quá tôi ngủ không được. Chuyện gì vậy? Bà già này nè. Già đi, già gì? Tôi hỏi ông anh này tôi tức không? Tôi có đủ già đâu. Mà tôi nói tôi già. Mà tôi về bà già hả? Nè, cậu à, mình còn nhỏ, còn trẻ, đừng có hổn với người lớn tuổi vậy. Ai rồi không già? Cậu thời gian nữa rồi cũng phải già thôi. Làm sao mà tránh khỏi cái tuổi già mà xúc phạm ta vậy? Tôi nói vậy đúng không bà chị? Đó, chẳng thà ông anh nói vậy tôi chịu đó. Dạ, tôi không có trách ai ở đây đó. Mà tôi trách á, là tôi trách cái cậu này đi mà. Con. Nhưng mà chú trách con gì chứ? Còn gì nữa? Tôi mà như cậu tôi không để yên đâu. Người ta đụng chạm tới má mình vậy mà cậu cũng ngồi yên cho được à? Dạ, được hả chú? Hay thấy lắm. Thấy chú người con cũng vui. Chuyện này hay hơn chuyện trước thiệt. Dạ, cảm ơn chú. À, công nhận cái quán này rất là đặc biệt nha. À, chưa ăn mà nghe được câu chuyện vậy tôi đã thấy bổ về mặt tinh thần rồi. Được, được lắm. Mai mốt tôi sẽ tới đây nữa. Nhưng nhất khoát là phải hai cô phục vụ này nha. Dạ, cảm ơn chú. Được lắm. Dạ, chú ơi, lẩu cũng tới rồi kìa. Cháu chúc chú ăn ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn cô.